Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 92. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ông ta hóa thành một tia sáng cầu vồng lao thẳng về phía Hám Thiên Ma Viên, ông ta lại lựa chọn chủ động tấn công. Thân pháp của ông ta nhanh hầu như kéo thành một tia chớp giữa đêm đen, nháy mắt đã giết đến trước người Hám Thiên Ma Viên. So với cơ thể to lớn của nó, ông ta trông thật nhỏ bé, nhưng khí thế trên người ông ta lại không hề thua kém. Diệt tinh thiểm. Ông lão áo xám lao đến gần, trở tay vẫy ra một cây trường thương, mũi thương tỏa ra phong mang rực rỡ như sao băng bùng cháy, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Trong nháy mắt, uy áp trên người ông lão áo xám mạnh đến mức khiến người ta kinh ngạc, thực lực đáng sợ của bán bộ thiên phách hiện rõ trên người ông ta không thể nghi ngờ. Tia sáng của mũi thương chiếu sáng gương mặt lạnh lùng của ông lão vô cùng rõ rệt giữa màn đêm. Trong khoảnh khắc đó, dường như không gian đều bị ngưng động, gương mặt hóa thành vĩnh hằng dưới sự chiếu sáng của tia lửa. Rất mạnh. Trong lòng Lâm Nhất âm thầm tán thán, một đòn này tích lũy sức mạnh, có thể nói là sát chiêu đỉnh cao của ông lão áo xám. Hắn tự nhủ, với thực lực bây giờ của hắn rất khó đỡ lấy một thương này mà không có thương tích gì. May mắn thì miễn cưỡng tự bảo vệ, không may thì e rằng sẽ lập tức bị xuyên thủng một lỗ. Thương Long Cửu Biến ở trước mặt một thương này không có quá nhiều tự tin. Bù! Nhưng lúc này, dị biến xảy ra. Trong màn đêm vô tận phía sau Hám Thiên Ma Viên có nhiều yêu thú ẩn nấp trong bóng tối, hợp lực khiêng một cột đá dài đến trăm trượng. Cột đá đót dữ tợn, trông giống với cột đá thượng cổ trong đại điện di tích nào đó còn sót lại. Nói là cột đá, nhưng trong tay Hám Thiên Ma Viên lại thuận tay vô cùng, múa may một cách nhẹ nhàng tự nhiên. Nó đón lấy cột đá đó, quét ngang tới như cây gậy, thoáng chốc đánh lên người ông lão áo xám. Tiếng nổ không thể nào hình dung vang vọng trên không trung, phong mang rực rỡ của mũi thương đó lập tức tan vỡ. Ông lão áo xám nôn ra máu, bị đánh rơi xuống đất. Gào! Ông ta vừa mới đáp xuống đất đã bị một con yêu thú cắn vào chân. Không đợi ông lão áo xám dùng sức, vô số yêu thú đã chồng chất lên nhau, nháy mắt nơi ông ta đáp đất, yêu thú chất chồng như núi. Tiếng gào thét đáng sợ vang lên, ông lão áo xám rơi xuống đất lập tức bị xé thành mảnh vụn. Đường đường cao thủ bán bộ thiên phách lại chết trong tay một đám yêu thú tương tự tạp binh, không thể không nói vô cùng thảm hại. Gào, gào, gào. Hám Thiên Ma Viên múa may cột đá một cách thô bạo, khóe miệng nhếch lên ý cười dữ tợn, ngửa mặt thét gào, ma khí trong mắt thiêu đốt thành lửa, vô cùng đáng sợ. Chết rồi sao? Kết quả vô cùng đột ngột khiến mọi người kinh ngạc, ai cũng không ngờ ông lão áo xám sẽ chết nhanh như vậy. Không còn ông lão áo xám chấn giữ, đầu thành lập tức bị yêu thú đâm phá, vô số yêu thú xông vào thành. Võ giả bên đó lập tức rơi vào vòng vây của yêu thú, chẳng mấy chốc đã bị nhốt lại, cục diện xoay chuyển nhanh vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Những võ giả tử phủ ở đầu thành khác bừng tỉnh, vội vàng bỏ thành chạy trốn, trong thành lập tức biến thành địa ngục nhân gian. Vô số nạn dân kêu la thảm thiết, không có võ giả bảo vệ, những người bình thường cảnh giới hậu thiên hoàn toàn không có sức chống đỡ trước yêu thú. Thành đã bị phá. Dù có muốn chấp nhận hay không, thành Mạc Thủy quả thực đã bị yêu thú đánh phá. Vị đại nhân đó đã đánh giá thấp Hám Thiên Ma Viên, dưới sự xâm nhiễm của ma khí, ma viên cấp bá chủ đã tiến gần vô hạn đến yêu thú cấp vương giả, nói nó là tồn tại cấp thú vương cũng không quá. Long Hạo thở dài, vẻ mặt buồn bã. Vẻ mặt Lâm Nhất hơi bi thương, trước kiếp nạn thế này, thực lực của cá nhân quả thật quá nhỏ bé. Cái chết của ông lão áo xám đó cũng là điều Lâm Nhất luôn kiêng kỵ nhất, tuyệt đối không thể đánh giá thấp những con yêu thú trông có vẻ bình thường đó. Một khi ngươi gặp nạn, hoặc bị yêu thú cùng đẳng cấp quấn lấy, những yêu thú trước đó bị ngươi chém như thái rau đó đều sẽ trở thành nguy hiểm chí mạng. Đi thôi, trước khi yêu thú hoàn toàn tràn đến đây, phải rời khỏi đây. Bây giờ, trừ thành Mộ Kiếm có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối ra, không còn chỗ nào có thể xem là an toàn. Vẻ mặt Long Hạo khôi phục bình thường, khuyên Lâm Nhất mau chóng rời khỏi. Nhưng vừa quay đầu lại phát hiện Lâm Nhất đã lao tới chỗ Hám Thiên Ma Viên. Ngươi muốn làm gì?
Long Hạo cả kinh, giật bắn mình. Cứu bằng hữu của ta. Lâm Nhất không nói nhiều, hắn nhìn thấy rõ ràng, Tả Vân và Phong Dã đều bị nhốt trong đó, còn Hám Thiên Ma Viên đang tàn sát những võ giả cảnh giới tử phủ như bọn họ. Hắn không thể hy sinh tính mạng vì người lạ, nhưng với bằng hữu, Lâm Nhất luôn không tiếc mạo hiểm. Ánh lửa bốn phía sông lên ngút trời, khắp nơi đều là đám đông chạy loạn và các yêu thú tùy ý săn giết. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, không ngừng vung kiếm trong cảnh loạn lạc này, một đường giết đến chỗ Hám Thiên Ma Viên. Không lâu sau, một thân áo xanh của hắn bị máu bắn nhuộm đỏ, cuối cùng cũng nhìn về con Hám Thiên Ma Viên đó. Không, không, ta không muốn chết. Một võ giả cảnh giới tử phủ bị Hám Thiên Ma Viên tóm chặt, nó tùy ý giày vò một phen rồi bóp chết người đó. Bùm! Khi bóp chết người này, cây trụ đá khổng lồ trong tay nó cũng không ngừng cua qua cua lại, đánh về phía mấy người ở bên dưới như cây gậy gộc. Phụt! Một số người bị đánh thành thịt nát ngay tại chỗ, dư chấn dao động. Lâm Nhất nhìn thấy Tả Vân và Phong Dã bị dư chấn đánh bay, còn hắn thì hộc ra một búng máu, vừa đáp xuống đất đã có một bầy yêu thú xông tới. Thất Huyền Bộ, người đi để lại bóng ảnh. Lâm Nhất bước lên một bước, chạy vụt đi như tia chớp, hắn bước liền 9 bước, dùng chân nguyên hùng hậu ngưng tụ 9 bóng ảnh. Mỗi bóng ảnh đều chém một nhát kiếm, mỗi tia kiếm quang đều cô đọng thành ánh trăng tím như lửa cháy. Rắc, rắc, rắc. Máu bắn tung tóe, những con yêu thú nhào tới lần lượt bị chém thành mảnh nhỏ, chết ngay tại chỗ. Lâm Nhất. Phong Dã mừng rỡ, suýt chút nữa tưởng mình sẽ bỏ mạng ở đây. Lâm Nhất khẽ gật đầu, ánh mắt hắn nhìn lướt nhanh qua xung quanh, phát hiện ngoại trừ con Hám Thiên Ma Viên này thì những con yêu thú khác cũng không quá nghịch thiên. Có lẽ cũng không hẳn bất ổn như trong tưởng tượng. Các ngươi đi trước đi, ra ngoài thành mở đường cho những người dân tị nạn kia chạy. Ta sẽ ngăn chặn con Hám Thiên Ma Viên này trước, sau đó tập hợp với các ngươi. Trong đầu suy nghĩ nhanh như chớp, Lâm Nhất nhanh chóng đưa ra quyết định. Lâm Nhất, người đang nghĩ gì vậy, cùng đi đi chứ, tòa thành này đã bị phá hủy rồi. Nghe vậy, Phong Dã lập tức sốt ruột quát. Lâm Nhất nhìn về phía Tả Vân, đối phương gật đầu sau đó kéo Phong Dã đi. Buông ra, người kéo ta làm gì, Lâm Nhất sẽ chết mất. Phong Dã nổi giận muốn hất Tả Vân ra, nhưng bất ngờ phát hiện chân nguyên của đối phương vô cùng nặng nề. Đối phương giữ chặt hắn ta chỉ bằng một tay, hoàn toàn không thể hất ra, lúc này hắn ta mới sợ hãi nhận ra. Trong vô thức, thực lực của vị bằng hữu bên nhau sớm chiều với hắn ta này đã vượt xa hắn ta. Để hắn đi đi, một khi kiếm khách đã quyết định chuyện gì thì sao có thể dễ dàng đổi ý. Tả Vân chỉ nói một câu, sau đó nhìn ra ngoài thành để tìm điểm đột phá yếu nhất. Nhiều võ giả tử phủ bỏ thành đi khiến cả tòa thành chỉ bị yêu thú bao vây, những người bị mắc kẹt trong thành như miếng thịt trên thớt, không ai rời đi được. Chỉ cần tìm được điểm đột phá, dù thế nào thì ít nhất cũng sẽ có một số người chạy thoát được, biện pháp của Lâm Nhất là chính xác. Điều kiện tiên quyết là hắn thật sự có thể ngăn chặn con Hám Thiên Ma Viên kia. Khi hai người đang suy nghĩ, Hám Thiên Ma Viên tấn công nhanh như chớp. Đánh về phía Lâm Nhất. Bùm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nơi Lâm Nhất vừa đứng trước đó bị một cây trụ đá khổng lồ chiếm cứ, con Hám Thiên Ma Viên kia không chỉ có sức mạnh. Mặt đất không bị lõm sâu xuống mà dưới sự thao túng của nó, sức mạnh đáng sợ này hóa thành dư chấn lan rộng ra xung quanh như thủy triều. Dư chấn tạo thành kình khí khủng khiếp, nó như có thực thể cuốn về phía sau. Choang, choang, choang. Lâm Nhất bình tĩnh vùng vẩy kiếm táng hoa, mấy tia kiếm quang bay ra. Kinh khí cuốn tới bị chém loang choang như thủy triều, khi đánh vào người Lâm Nhất thì nổ tung. Nó như một cơn gió lốc phả vào người Lâm Nhất, thổi bộ quần áo xanh của hắn bay phất phới trong đêm tối, sau đó gió tản đi. Trong mắt Hám Thiên Ma Viên chợt có ngọn lửa đen lóe qua, nó nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, một uy áp lớn mạnh đè xuống. Lâm Nhất thôi phát kiếm ý đến cực hạn, khi uy áp này đè xuống, một lỗ thủng chợt xuất hiện rồi không ngừng lan rộng ra, vô hình trừ khử luồng uy áp này. Về mặt cảnh giới, kiếm ý tiên thiên của hắn vẫn là viên mãn đỉnh phong,
nhưng dạo gần đây hắn được mở mang tầm mắt, thấy được bản chất. Trên thực tế bình cảnh kiếm ý thông linh đã nới lỏng một chút giúp kiếm ý của Lâm Nhất mạnh hơn rất nhiều. Không đợi hám thiên ma viên nổi giận, Lâm Nhất di chuyển, sau đó đáp xuống trên cây trụ đá kia. Thịch, thịch, thịch. Hắn chạy trên cây trụ đá dài 100 trượng này, cầm kiếm táng hoa xông về phía trước. Trong lúc chạy, kiếm ý sắc bén vô song trên người hắn càng lúc càng mạnh, chúng dao động quanh người Lâm Nhất tựa như đom đóm phát sáng. Tiểu tử này điên rồi sao? Nhìn thấy cảnh này, Long Hạo ở phía xa kinh ngạc đến mức trợn mắt ngoác mồm. Hành động của Lâm Nhất có thể nói là gan to bằng trời, nhưng trong hoàn cảnh hỗn loạn thế này, người có thể chú ý tới hắn quá ít. Ngoại trừ Long Hạo, hầu hết mọi người ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Grư. Hám thiên ma viên thấy Lâm Nhất leo lên binh khí của mình thì vô cùng tức giận, cánh tay đầy lông phẫn nộ quơ qua quơ lại. Cơ thể Lâm Nhất lập tức rung lắc theo cây trụ đá trăm trượng, chỉ chốc lát đã bị lắc rơi xuống. Khi bị lắc rơi xuống, giữa không trung xuất hiện vô số tàn ảnh của Lâm Nhất, những tàn ảnh đó hợp thành một mảng, sau đó lặng lẽ tản ra như một đám mây, hội tụ thành biển mây mênh mông. Kiếm thế nặng nề như núi nhưng lại rời rạc và vô hình, nhẹ nhàng như mây. Rắc, rắc, rắc. Nhưng hám thiên ma viên không quan tâm lắm, khí đen cuồng bạo bắn ra từ trong mũi nó, trụ đá dữ tợn như gậy không ngừng quét tới đánh nát tàn ảnh. Không đợi nó tiếp tục ra oai, về số tàn ảnh kia lập tức chồng chất lên nhau, trên người Lâm Nhất chợt có ánh trăng biến ảo. Trăng sao tròn khuyết, mây gió biến ảo. Khi Lâm Nhất xuất kiếm, mây tan mưa tạnh, một màu trong xanh. Kiếm quang như ánh sáng hạo nguyệt, xanh biếc như nước, trong vắt như gương, táng hoa và trăng sáng cùng dâng lên, nước mùa thu mãi giữ một màu. Kính hoa thủy nguyệt kính hoa. Hám thiên ma viên còn chưa kịp phản ứng. Trong dị tượng lộng lẫy này, táng hoa trong tay Lâm Nhất đã đâm vào ấn đường của nó. Keng! Một tiếng kim loại va chạm nặng nề vang lên, máu bắn ra, kiếm của Lâm Nhất như đâm vào món bảo khí kiên cố khiến cánh tay hắn hơi tê dại. Trên ấn đường trơn bóng của hám thiên ma viên xuất hiện một vết thương sâu ba tấc, máu không ngừng tuôn ra làm ướt đẫm cả mặt nó. Thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng thực chất đó chỉ là vết thương nhẹ. Đầu con yêu thú này cứng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Rút lui. Lâm Nhất kinh hãi, vội vàng bay ngược về phía sau. Hắn cách con ma viên kia quá gần, mặt đối phương dài bằng cơ thể hắn, nhiệt độ trong đôi mắt đen ma diễm kia như thiêu đốt cả da thịt trên người hắn. Grư. Vừa bị đau, hám thiên ma viên lập tức rơi vào trạng thái cuồng bạo chưa từng có, nó phát ra tiếng rít gào chói tai. Vù, vù. Vù. Nó thở ra những làn yêu phong đáng sợ, hai tai Lâm Nhất bị ù, sóng âm dao động lập tức đánh bay hắn, chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn. Keng, keng. Đóa hoa tử diên màu bạc ở vùng tử phủ không ngừng dao động, khi dao động cánh hoa phát ra tiếng leng keng trong cơ thể Lâm Nhất. Không đợi Lâm Nhất bình tĩnh lại, cây trụ đá như một ngọn núi kia quét ngang qua, những nơi nó đi qua tạo thành những luồng khí nổ tung. Phát ra tiếng nổ ầm ầm giữa không trung. Lâm Nhất còn chưa kịp lau máu trên khóe miệng, trong nháy mắt lại đâm ra một nhát kiếm. Keng! Khi mũi kiếm nhìn như mờ nhạt đỡ lấy cây trụ đá vụt tới nhanh như chớp kia với khí thế sắc bén. Rắc, rắc, rắc! Mũi kiếm đâm vào trụ đá nửa tấc, bề mặt trụ đá bắt đầu rạn nứt, bụi bặm và mảnh đá vụn rơi vù vù xuống. Ngay sau đó, một luồng khí kình đáng sợ phun trào ra từ trụ đá, Lâm Nhất bị đánh văng ngay giữa không trung. Trong lúc văng ra, năm ngón tay trái của Lâm Nhất trở nên lấp lánh như ngọc tím, không dính bụi trần, ngón tay gợn sóng như đang gảy dây đàn. Hắn đang vồ gió bắt kiếm, cô động đại thế vô biên. Khi trên MU bàn tay bóng loáng như ngọc có hoa tử diên nở rộ, Lâm Nhất gập đầu ngón tay búng ra. Sau lưng hắn lập tức xuất hiện một đóa hoa tử diên kết tinh từ băng. 10 ngón tay nối với tim, thần kiếm có linh. Trong bóng tối, một tia kiếm quang màu tím to bằng thùng nước lướt ngang qua hư không như giải lụa màu, sau đó đâm thẳng vào cổ hám thiên ma viên. Ầm. Khi bị tia kiếm quang thô to này đâm vào, cơ thể khổng lồ của hám thiên ma viên run rẩy lùi về sau. Mỗi bước lùi lại,
mặt đất đều rung chuyển khiến rất nhiều yêu thú ở gần đó nổ tung, máu thịt bay tán loạn, chết thảm ngay tại chỗ. Ánh sáng hạo nguyệt. Lâm Nhất được thế vẫn không tha, hắn đột nhiên lắc cổ tay, hơn 100 tia kiếm quang màu tím đan thành tấm lưới, kết thành tấm kiếm võng chụp mạnh xuống. Sương hàn vạn lý. Thiên phá vân. Vẫn chưa hết, Lâm Nhất đâm một nhát kiếm, sau đó lại đâm liên tục hai nhát. Sát chiêu kinh khủng đánh hám thiên ma viên tới tấp, cuối cùng trước những chiêu kiếm dồn dập này, cơ thể khổng lồ như núi của nó cũng ngã xuống. Tụ nước thành sông, tuôn trào như gió. Sau khi tung ba tuyệt chiêu, Lâm Nhất mượn lực trên không trung, đồng thời hạ xuống. Nhưng khi hạ xuống, hắn tiếp tục chém một nhát, đây là lưu phong kiếm pháp mà hắn tu luyện ở Thanh Vân Môn. Thời gian đã qua rất lâu, nhưng khi nhớ lại, thi triển ra tay không hề có chút mới lạ, như thể nó đã in sâu trong linh hồn chưa bao giờ quên. Phụt! Máu bắn ra, những con yêu thú cảnh giới huyền võ nhào về phía hắn lập tức bị kiếm thế nước chảy như gió cứ thành vô số mảnh nhỏ. Đã mở đường được rồi ư? Lâm Nhất ngoảnh đầu lại nhìn, đàn yêu thú đông nghịt trong thành Mạc Thủy ở phía xa bị nhóm Tả Vân mở ra một con đường, vô số dân tị nạn hốt hoảng chạy từ trong thành ra. Rư. Nhưng một tiếng gầm đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Lâm Nhất, con hám thiên ma viên ngã dưới đất lại bò dậy như chưa hề bị thương. Lửa giận trên người nó thiêu đốt thành yêu sát đáng sợ, một uy áp khủng khiếp lan rộng ra xung quanh. Cái đầu táo bạo kia quay qua quay lại để tìm kiếm bóng dáng Lâm Nhất trong bóng tối. Đúng là da dày thịt béo. Lâm Nhất lắc đầu, cầm kiếm táng hoa xoay người đi về hướng ngược lại. Hắn vừa đi vừa giết, trong tích tắc đã có vô số yêu thú chết dưới tia kiếm quang sắc bén. Một số yêu thú may mắn không chết, chưa kịp xoay người đã bị hám thiên ma viên đuổi theo Lâm Nhất dẫm thành thịt nát. Sau nửa khắc, con hám thiên ma viên kia đã hoàn toàn nổi giận, nó dẫm một cước khiến mặt đất xuất hiện hàng trăm khe nứt. Thân hình như quả núi bay vọt lên không, rồi rơi xuống trước mặt Lâm Nhất với tốc độ tia chớp. Kế đó, nó vung chảy nện xuống. Bá kiếm bôn lôi chảm điện. Lâm Nhất khẽ nghiêng người, rồi dùng cự kiếm nghênh đón. Kiếm âm như sấm, kiếm quang như điện, Lâm Nhất thoạt nhìn rất nhỏ bé, nhưng kiếm thế mà hắn bạo phát lại không hề yếu kém. Keng! Kiếm quang một lần nữa va vào chảy đá, nhưng lần này, Lâm Nhất thi triển bá kiếm nên không bị đánh bay như trước. Không đợi hám thiên ma viên kịp kinh ngạc, hắn đã chém ra tiếp một kiếm. Bá kiếm kinh hồng phá nhật. Hai bên người có kiếm thế vô biên diễn hóa thành màn sáng, hệt như một đôi cánh giữa bầu trời, hung hăng vỗ xuống. Rầm. Bá khí vô tận bế nghệ bát hoang, Lâm Nhất bay vọt lên ngang trời, duỗi tay bổ xuống một kiếm. Mũi kiếm sắc bén xé toạc bóng tối, hào quang chói mắt bùng nổ. Trong mắt hám thiên ma viên lóe lên tia kinh ngạc. Nó vội dùng hai tay nắm chặt chảy đá, chắn ngang trước người mình. Cong! Táng hoa bổ vào chảy đá, kiếm thế bá đạo và nặng nề bức con hám thiên ma viên cao gần trăm trượng này phải liên tục lùi bước. Bá kiếm tinh thần đại bảo. Lâm Nhất thu kiếm, điên cuồng lui về sau, đợi đến khi kiếm ý ngưng tụ thành lôi mang trên đỉnh đầu, hệt như một ngôi sao sáng chói, hắn mới mượn luồng đại thế này để bổ xuống lần nữa. Hám thiên ma viên cũng không dám chủ quan, nó dẫm mạnh chân xuống đất, lui về sau vài trăm mét, trong quá trình đó, yêu sát trên người nó liên tục ngưng tụ, đến cuối cùng, yêu sát toàn thân nó đã hóa thành thực chất, có lửa ma màu đen bùng cháy. Thịch! Sau khi tiếp đất, hám thiên ma viên mạnh mẽ vươn người lên, chảy đá hung hăng bổ xuống. Đối mặt với một kích hệt như thần ma, ngôi sao được ngưng tụ bởi kiếm ý vô biên lập tức bị đánh nát. Thân hình Lâm Nhất như diều đứt dây, từ trên cao rơi thẳng xuống. Tuy nhiên, hám thiên ma viên cũng không dễ chịu, ngôi sao đã vỡ nát nhưng kiếm ý của Lâm Nhất lại không hề tiêu tán. Những đốm sáng bay tán loạn kia hệt như vô số con đom đóm bay múa, dù yếu ớt, nhưng hào quang mà chúng phát ra lại không hề có dấu hiệu bị dập tắt. Đợi đến khi hằng hà sa số đom đóm bao phủ, trên người hám thiên ma viên bị đâm thủng lỗ chỗ. Thân thể cao lớn trở nên gồ ghề hệt như quả đất sau khi bị vô số thiên thạch nện trúng. Bịch.
Hứng chịu luồng đại thế kia, nó một lần nữa ngã xuống, phát ra tiếng kêu gào thấu tận tim gan. Con ma viên này. Lâm Nhất ôm ngực, sắc mặt có hơi bất đắc dĩ. Bị trúng một kích này, e rằng hắn không còn sức để chiến đấu nữa, nhưng nghe ma viên kêu gào thì, có vẻ như lực sinh mệnh của nó vẫn tràn đầy như trước. Tiểu Hồng. Ngay khi hắn định há miệng gọi ngựa huyết long thì chợt nhớ ra, kế đó, vẻ mặt hắn lộ rõ sự mất mát. Ngựa huyết long đã mất, trước kia, trong những lúc như thế này, ngựa huyết long luôn là đường lui cuối cùng của hắn. Hóa ra hắn đã sớm quen với sự tồn tại của nó mà không hề hay biết. Không đợi hám thiên ma viên kịp xoay người, Lâm Nhất đã đút một viên thuốc vào miệng mình, thu lại hơi thở. Trong bóng đêm mênh mông, hắn lẳng lặng chạy theo hướng đám người Tả Vân đã rời đi. Dần dần, tiếng giống giận của hám thiên ma viên sau lưng ngày càng nhỏ và không ổn định. Lâm Nhất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thành Mặc Thủy chìm trong biển lửa. Ngọn lửa kia thoáng lóe lên những đốm ánh sáng âm u như u linh, cô đọng đủ loại cảm xúc tiêu cực, sộc về phía ma vân trên bầu trời. Ma vân đen kịt như vực sâu, nó tham lam cắn nuốt những đốm sáng âm u kia. Đây là... Lâm Nhất nhíu mày, cảm thấy có hơi kỳ quái. Trước kia cũng có yêu thú đổ sát dân chạy nạn, thậm chí số lượng không hề ít, nhưng chưa từng xuất hiện dị tượng như thế, cứ như một loại huyết tế cổ xưa nào đó, tà ác và u tối. Là dị tượng sau khi phá thành mới xuất hiện ư? Hay là nó đã sớm tồn tại, chỉ là hắn không nhìn ra? Nửa ngày sau, Lâm Nhất mới tỉnh ngộ, không phải lúc trước hắn không thấy, mà là không cách nào phát giác được. Sau khi kiếm ý thiên thiên của hắn tiến bộ, mức độ cảm ứng mới tăng lên nhiều lần. Dù chưa hoàn toàn thăng cấp lên kiếm ý thông linh, nhưng quả thực bình chướng đã buông lỏng rất nhiều, kiếm ý của hắn đã mạnh mẽ lên gấp 5 lần. Tình huống hiện tại có thể xem như đang ở giữa kiếm ý viên mãn đỉnh phong và kiếm ý thông linh, nói đúng hơn là bán bộ thông linh. Chuyện này cũng không đến lượt ta để tâm, e là ở cổ vực Nam Hoa đã sớm có người chú ý đến. Lâm Nhất thu hồi ánh mắt, không tiếp tục vướng mắt về dị tượng cổ quái mà tà ác kia. Hai canh giờ nữa là trời hửng sáng rồi. Lâm Nhất cảm nhận được hơi thở của đám người Tả Vân trong rừng cây, có nhiều người nên khí tức rất hỗn tạp, nhưng đối với một kiếm khách có được kiếm ý bán bộ thông linh như Lâm Nhất thì việc truy tìm bọn họ là điều cực kỳ dễ dàng. Hắn đã chạy một mạch theo những khí tức này. Bên cạnh hai người Tả Vân và Phong Giã có một đống lửa đang rực cháy, bọn họ không đi cùng dân chạy nạn và võ giả đến thành mộ kiếm mà nán lại đây để chờ Lâm Nhất. Đột nhiên, sắc mặt hai người họ thay đổi, vội ngẩng đầu nhìn thì phát hiện một bóng người từ trong rừng đi ra. Lúc này, Phong Giã lộ vẻ vui mừng, vội đứng dậy cười nói, Lâm Nhất. Người bị thương. Tả Vân nhìn Lâm Nhất ngồi xuống rồi trầm giọng hỏi. Còn may, không chết được. Lâm Nhất đặt táng hoa bên cạnh, thờ ơ đáp. Nhưng trong lòng Tả Vân lại vô cùng chấn động, trước khi rút lui, hắn ta có nhìn thoáng qua và thấy được đối phương đang chiến đấu với hám thiên ma viên. Hình ảnh khi đó quả thật khiến lòng người rung động, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Nhưng không ngờ Lâm Nhất cầm kiếm trở lại, biểu hiện lại tùy ý như vậy. Rốt cuộc nửa năm nay hắn đã trải qua những gì? Vù! Trong lúc Tả Vân âm thầm kinh ngạc, trong bóng tối có tiếng gió vang lên, trên mặt Long Hạo tràn đầy ý cười đi tới. Lợi hại, kiếm chiêu cuối cùng ngươi giao đấu với hám thiên ma viên là kiếm pháp gì? Sự bá đạo của kiếm pháp này đúng là khiến người ta kinh ngạc, ngay cả hám thiên ma viên huyết mạch cấp bá chủ cũng bị ngươi chém lùi lại. Trong mắt Long Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Nhất cười nói. Đây là ai, thân với ngươi lắm sao? Phong Giã ở bên hỏi. Kiếm Minh, Thanh Y Tầm Long Sứ. Lâm Nhất đang sưởi ấm, thành thật trả lời. Sắc mặt của Long Hạo cứng đờ, không nhất thiết phải thành thật như vậy chứ. Mặc dù Kiếm Minh không phải tổ chức gì bí ẩn, nhưng cũng không thể tùy tiện tiết lộ thân phận của mình với người khác. Phong Giã khẽ giọng hỏi, nghe cái tên này hình như lai lịch rất lớn, Thanh Y Tầm Long Sứ là làm gì? Chuyên môn tìm kiếm yêu nghiệt kiếm đạo, tặng tài nguyên, giúp người đó trưởng thành, Lâm Nhất nói tiếp. Phong Giã lập tức sáng mắt lên, nhìn Long Hạo cười nói, lão ca, ngươi thấy ta thế nào,
tại Hạ Phong Giã, trên người mang dòng máu tộc Man, thiên phú ngộ tính đều là vạn người có một. Trên mặt Long Hạo lập tức hiện lên vẻ lúng túng, cười nói chỉ thu kiếm khách. Ha ha, ta có thể đổi, tuy ta tu quyền pháp, nhưng xưa nay chưa từng luyện qua binh khí nào khác, sau này ta sẽ là kiếm tu. Phong Giã lại cắn chặt không buông, quấn lấy Long Hạo. Nhân cơ hội đó, Lâm Nhất và Tả Vân lặng lẽ rời đi, đến một nơi khá xa. Sau này người định đi đâu, Tả Vân tò mò hỏi. Tới thành Mộ Kiếm trước, xem trên bảng Long Vân có yêu nghiệt tuyệt đỉnh nào đến đó, đợi thú chiều qua đi thì về đế quốc Đại Tần. Lâm Nhất đại khái sắp xếp như vậy, nếu có thể thì trước khi về sẽ đến sườn núi Lạc Long một chuyến. Ở đó có kiếm ý mấy nghìn năm không tan, đáng giá để xem xét một phen, có lẽ có cơ duyên hoàn toàn thăng cấp kiếm ý thông linh. Đế quốc Đại Tần, ta cũng muốn về xem, tiếc là ta đã rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Tả Vân hơi bất lực nói, hắn ta phản bội rời khỏi tông môn, về Đại Tần, Văn Ngạn Bác sẽ không tha cho hắn ta. Đến kiếm các đi. Lâm Nhất nhìn hắn ta, nhẹ giọng nói. Thế thì không phù hợp. Đúng là không phù hợp, nhưng huynh là bằng hữu của ta. Lâm Nhất trông có vẻ tùy ý, nhưng lại nói một cách chắc chắn. Tả Vân hơi ngạc nhiên, ngay sau đó cười đáp được. Bình minh sắp tới, nhưng dưới sự che phủ của ma vân đầy trời, sắc trời vẫn u ám, không biết tia nắng lúc nào mới chiếu xuống. Đám Lâm Nhất trò chuyện một lúc thì mỗi người tự khoanh chân ngồi xuống, vận công điều tức. Thú triều xảy ra đến nay chỉ mới 2 ngày, nhưng 2 ngày này lại không thể nghỉ ngơi khác nào. Từ đầu đến cuối đều chiến đấu, giết chóc chưa bao giờ ngừng nghỉ. Dù là Lâm Nhất cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, không phải chân nguyên và khí lực xác thịt không theo kịp, mà là một kiểu mệt mỏi về tinh thần, giết chóc đơn điệu kéo dài quá lâu, ai cũng không thể chịu nổi. Lửa trại dập tắt, trong rừng yên tĩnh vô thanh. Lâm Nhất ngồi khoanh chân, hai tay kết ấn đặt trên hai đầu gối trái phải, một đóa hoa tử diên chậm rãi sinh ra dưới vị trí ngồi của hắn. Hoa tử diên màu bạc nhàn nhạt tỏa ra khí tức cổ xưa, áo xanh nhuốm máu dưới sự gột rửa của ánh sáng đó trông cực kỳ thần thánh phóng khoáng. Trong bóng đêm, Long Hạo lén mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Mặt đất in dấu cánh hoa, có thể thấy nhiều đốm sáng lơ lửng, đốm sáng lấp lánh giống như đom đóm. Lại mạnh thêm rồi. Trong mắt Long Hạo lóe lên vẻ kỳ dị, so với Lâm Nhất tu luyện trong núi thây biển máu trước đó, số lượng ánh sáng đom đóm lại nhiều thêm gấp mấy lần. Người này lại thật sự tu luyện kiếm ý trong giết chóc vô biên, rốt cuộc sao hắn làm được. Trong lòng Long Hạo kinh ngạc vô cùng, trong giết chóc đương nhiên có thể rèn luyện thực lực bản thân, nhưng sự tồn tại lúc có lúc không như kiếm ý sao có thể chỉ dựa vào giết chóc mà có tiến bộ được. Nếu dễ như vậy thì những tà tu thường xuyên chém giết đều lĩnh ngộ được kiếm ý tiên thiên từ lâu. Nhưng rõ ràng là không thể. Lâm Nhất đang luyện tâm, càng tiếp xúc, Long Hạo càng cảm thấy một luồng khí tồn tại trên người Lâm Nhất. Hắn đang luyện tâm, cũng là luyện khí, luồng khí này không phải linh khí hoặc là kình khí, mà cũng là một loại tồn tại rất khó nắm bắt giống như kiếm ý. Nếu ngộ tính không đủ, thậm chí hoàn toàn không thể phát hiện ra sự tồn tại của luồng khí này. Phong thái hiện nay của Lâm Nhất vô cùng tương tự với các nhân vật lớn mà ông ta từng gặp trong kiếm minh. Chẳng lẽ tên nhóc này thật sự có thể tham ngộ được kiếm ý thông linh? Vừa nghĩ đến đó, Long Hạo bị cách nghĩ của mình làm kinh sợ, ngay sau đó âm thầm phủ định. Không thể nào, không thể nào. Huyền Hoàng giới chưa từng nghe nói ai có thể nắm giữ được kiếm ý thông linh trước khi đạt cảnh giới thiên phách, thậm chí cảnh giới thiên phách có thể đạt đến kiếm ý thông linh cũng chỉ nửa bàn tay là đếm được hết. Sau 2 canh giờ, bầu trời mờ mịt cũng miễn cưỡng sáng lên. Mấy người lần lượt mở mắt ra, vẻ mệt mỏi trên mặt đều giảm bớt đi nhiều, sắc mặt hồng hào, tinh khí thần dồi dào. Nhưng thời gian chung quy cũng hơi ít, bọn họ vẫn còn kém trạng thái đỉnh cao hưng thịnh một ít. Còn Long Hạo, ông ta vốn không chợp mắt, trong 4 người khí sắc của ông ta là kém nhất. Lâm Nhất chậm rãi mở 2 mắt ra, trong mắt lóe lên tia sáng, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Vách ngăn của cảnh giới âm dương tiểu thành đỉnh phong lại xuất hiện dấu hiệu giãn ra một chút,
dường như bất cứ lúc nào cũng có cơ hội thăng lên cảnh giới âm dương đại thành. Đây có thể xem như một niềm vui bất ngờ, hắn vừa củng cố cảnh giới âm dương tiểu thành, chưa từng nghĩ đến việc trong khoảng thời gian ngắn tu vi sẽ thăng lên. Không ngờ sau hai ngày sát phạt, đặc biệt là đánh nhau với hám thiên ma viên kia một trận, bình cảnh kia lại được mở ra. Lâm Nhất, có lẽ ta và Phong Dã sẽ không ở lại thành Mộ Kiếm, chúng ta hẹn gặp lại ở Đại Tần Đế Quốc. Tả Vân đi tới tạm biệt Lâm Nhất. Chuyện này hơi đột ngột, Lâm Nhất ngạc nhiên nói, thú triều nghìn năm khó gặp thế này là một cơ duyên rất lớn với chúng ta, trong hai ngày ngắn ngủi bình cảnh tu vi của ta đã được mở ra. Không nên bỏ qua cơ hội thế này đâu. Nghe hắn nói thế, Tả Vân và Phong Dã tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt Phong Dã cực kỳ nóng bỏng, hắn ta lúng túng nhìn về phía Tả Vân. Sắc mặt Long Hạo không hề thay đổi, nhưng trong lòng hắn ta lại thấy buồn cười, người giao thủ với hám thiên ma viên, có được kỳ ngộ này cũng không có gì lạ. Hai người bạn này của ngươi muốn giữ mạng ở thành Mạc Thủy đã khá khó khăn, huống hồ là thành Mộ Kiếm đầy nguy hiểm. Chẳng lẽ cứ để ngươi ra tay giúp đỡ mãi sao? Tả Vân trừng Phong Dã một cái, trầm giọng nói, không cần đâu. Đúng đúng đúng, Lâm Nhất, ngươi không cần phải lo lắng về chuyện này. Phong Dã hiểu ý Tả Vân, cười nói, hi hi, ta đợi ngươi ở Đại Tần Đế Quốc, đến lúc đó chúng ta cùng tham gia quần long thịnh yến. Chắc chắn ta sẽ là một con chốt thí, nhưng ta muốn nhìn thấy ngươi tỏa sáng, tranh đấu với yêu nghiệt tuyệt đỉnh. Lần lượt dẫm bọn họ dưới chân, để bát công tử Đại Tần ta được vang danh. Lâm Nhất rất nhạy bén, cũng đoán được tình hình, hắn nói với Tả Vân, huynh đợi ta ở Lăng Tiêu Kiếm Các nhé, cứ nói ra tên của ta, chắc chắn các bằng hữu ở Lạc Già Sơn sẽ hoan nghênh huynh. Được, đợi ngươi ở Kiếm Các. Trên mặt Tả Vân cũng hiếm khi lộ ra ý cười. Sau khi hai người đi, Long Hạo Vân vê cằm cười nói, hai người bạn này của ngươi đúng là thú vị, tự mình biết mình, sợ ngươi ra tay giúp đỡ quá nhiều sẽ thấy phiền, cho nên quyết định rời đi. Không. Lâm Nhất lạnh nhạt nói, ta bảo họ ở lại là muốn giúp đỡ họ, có điều là họ không muốn thôi. Bạn bè với nhau, có gì gọi là phiền phức chứ? Hàm ý trong lời nói của hai người không khác nhau nhiều. Có điều Long Hạo cảm thấy Lâm Nhất bị buộc phải ra tay. Lại không ngờ rằng là hắn cam tâm tình nguyện, muốn để hai người bạn của hắn tiến thêm một bước trong thú triều này. Long Hạo cười ngượng ngùng, thấy trong lúc nói chuyện Lâm Nhất đã đi xa thì vội vàng đuổi theo. Ta nói này tiểu tử, ngươi thật sự không thấy hứng thú với kiếm minh của ta sao, với thiên phú của ngươi không gia nhập kiếm minh thì thật sự quá đáng tiếc. Kiếm minh của ta cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, ở toàn bộ cổ vực Nam Hoa này, chỉ có Tử Nguyệt Động Thiên có thể sánh bằng thôi. Long Hạo không muốn từ bỏ cơ hội lôi kéo Lâm Nhất, nói tiếp, ngươi cũng không cần rời khỏi tông môn của ngươi, dù có một ngày ngươi rời khỏi cổ vực Nam Hoa, kiếm minh ta vẫn có thể dẫn đường cho ngươi. Tử Nguyệt Động Thiên có thể sánh bằng với kiếm minh sao? Lâm Nhất tùy tiện hỏi một câu. Cũng không xem là như thế, có điều Tử Nguyệt Động Thiên này khá thần bí, nó xuất hiện sau khi kiếm tông bị tiêu diệt, phía sau có lai lịch bí ẩn. Nhưng kiếm minh ta cũng không phải tông môn, không có quá nhiều thứ để so sánh, dù ngươi có vào Tử Nguyệt Động Thiên rồi gia nhập kiếm minh cũng không sao cả. Long Hạo nghe thấy Lâm Nhất cất lời thì lập tức trở nên hăng hái. Không có hứng thú. Nhưng Lâm Nhất chỉ muốn thăm dò chút gốc gác của Tử Nguyệt Động Thiên từ hắn ta thôi, thấy hắn ta không nắm rõ đương nhiên cũng không có ý định hỏi thêm. Lâm Nhất, thú triều lần này nghìn năm khó gặp. Rất nhiều thiên tài yêu nghiệt của kiếm minh ta cũng sẽ đến, có hứng thú họp mặt không? Long Hạo không ngừng khuyên nhủ, nhưng Lâm Nhất vẫn chẳng thèm để tâm. Sau một hồi im lặng, Long Hạo thầm nói, ta không tin ngươi được làm từ đá, không hứng thú với bất cứ thứ gì. Một lúc sau, Long Hạo ra vẻ khó xử, nhỏ giọng nói, Lâm Nhất, ngươi biết Đại Thế Tương Lâm không? Ta biết. Lâm Nhất gật đầu. Long Hạo cạn lời. Lâm Nhất khó hiểu nhìn đối phương, không phải người này nói nhảm nhiều lắm à, sao bây giờ lại không nói nữa? Ha ha, biết thì tốt, biết thì tốt. Long Hạo cười ngượng ngùng, xem như đã hiểu cái gì gọi là cuộc trò chuyện gượng gạo rồi. Sau khi ra khỏi cánh rừng, hai người đi thẳng về phía trước,
lại gặp rất nhiều tòa thành bị đổ nát. Huyết sát dày đặc, trông tựa như địa ngục trần gian, rất nhiều tòa thành đã bị yêu thú tàn phá đều ngưng tụ u quang tuyệt vọng và đau khổ, tựa như những hồn phách bị hút vào ma vân trên bầu trời. Kiếm ý của Lâm Nhất đã có tiến bộ vượt bậc, quan sát mọi việc cũng rõ ràng hơn. Nửa đường, hai người lại gặp phải thú triều một lần nữa, một đám yêu thú cảnh giới âm dương kéo đến, sát khí ngút trời. Bôn lôi chảm điện. Đối mặt với thú triều rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều, Lâm Nhất vẫn rất bình tĩnh, kiếm táng hoa rời khỏi vỏ, hắn vung tay, chém tới một kiếm. Kiếm quang được ngưng tụ từ khí thế bôn tôi càn quét về phía trước tựa như tia điện. Lúc đám yêu thú cảm nhận được sự uy hiếp, muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa rồi xoẹt. Trong điện quang chớp lóe, mười mấy con yêu thú cảnh giới âm dương thoáng chốc bị đánh gục. Trước mắt Long Hạo sáng lên, ông ta trầm giọng nói, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì, trước đó khi chiến đấu với hám thiên ma viên, người cũng từng sử dụng nó. Đây là bá kiếm, yêu thú bình thường, ta chỉ cần sử dụng thủy nguyệt kiếm pháp là có thể đối phó rồi. Hỏi mãi Lâm Nhất cũng thấy phiền, bèn nói thật cho đối phương biết. Hai mắt Long Hạo sáng lên, ông ta cười nói, chiêu kiếm này có lai lịch không tầm thường, cảm thấy giống như tuyệt học nào đó của kiếm tông năm xưa, rất giống. Có lẽ là thế. Lâm Nhất trả lời qua loa, không nói với đối phương đây chính là một trong ba tuyệt học lớn nhất của kiếm tông năm đó. Dù là thiên kiếm tông có được truyền thừa của kiếm tông cũng không có tuyệt học này. Đây là do tổ sư kiếm vô danh của ông ta để lại. Thời gian dần trôi. Hành trình đi đến thành mộ kiếm cũng không hề yên ổn, khiến Lâm Nhất hơi lo lắng cho hai người Phong Dã. Nhưng nghĩ đến việc họ nhất quyết muốn rời đi, e rằng cũng sẽ không có gì phiền phức, có lẽ Tả Vân cũng có lá bài tẩy gì đó. Năm ngày sau, thú triều bất ngờ xuất hiện này ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trong thành mộ kiếm rộng lớn, ngoài thành mộ kiếm, thì những thành trì khác gần như đều đã bị yêu thú tấn công, tình cảnh vô cùng thê thảm. Đây là một tòa thành vô cùng nguy nga, tất cả tràn ngập trong kiếm ý mênh mông, nếu nhìn xuống từ trên trời, thành mộ kiếm này giống như một thanh kiếm khổng lồ đáng sợ cắm xuống mặt đất. Tòa thành này rất giống trong lời đồn, một tòa thành sinh ra vì kiếm, trong thành kiếm quán mọc như rừng. Vô số thiên tài kiếm đạo trong Lôi Châu đều tập trung ở đây. Trên đường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy võ giả cảnh giới tử phủ. Ngay cả cường giả thiên phách khá hiếm thấy trước đây cũng trở nên không quá nổi bật. Các thiên tài mới và cường giả thiên phách ở các thành chính khác của Lôi Châu cũng đã nghe danh mà đến. Bọn họ vừa đến để giúp đỡ vừa muốn lấy được kỳ ngộ thuộc về mình trong thú triều nghìn năm khó gặp này. Bên ngoài tường thành cao ngất có phong mang lạnh lẽo thoáng hiện lên rồi biến mất, rơi lên trên tường. Thiên tài thành Phượng Vĩ đến rồi. Thiên tài và yêu nghiệt bảng trong của thành Cao Dương cũng đến, đội hình thật mạnh quá. Cao thủ thành Giang Nguyệt cũng đến kìa. Lạ thật, yêu nghiệt tân tú của 7 tòa thành lớn ở Lôi Châu gần như đều đến rồi, sao lại không thấy yêu nghiệt của thành Thiên Lăng đâu vậy? Yêu nghiệt của thành Lôi Châu không đến còn có thể hiểu được, chẳng lẽ mấy người này đang giao ai, cho rằng bọn họ có thể sánh với thành Lôi Châu? Nghĩ gì vậy? Thất tú Thiên Lăng đều đã bị người khác giết sạch rồi, nếu thật sự đến thì chẳng phải là gặp ma sao? Không thể nào. Mấy ngày trôi qua, yêu nghiệt tân tú của 7 tòa thành lớn ở Lôi Châu gần như đều đã đến, chỉ không thấy thiên tài của thành Thiên Lăng đâu. Tin tức bọn họ bị Lâm Nhất giết sạch vẫn chưa được lan truyền rộng rãi, rất nhiều người không biết chuyện này. Sau khi biết được chân tướng, ai nấy đều sợ ngây người. Rốt cuộc là kẻ nào giết sạch thất tú Thiên Lăng vậy? Lúc này, ở nơi cách ngoại thành 500 dặm, Lâm Nhất đang muốn tạm biệt Long Hạo cũng không biết hắn còn chưa đến, nhưng danh tiếng của hắn đã lan rộng trong thành mộ kiếm rồi. Ta nói này, ngươi thật sự không muốn gặp mặt yêu nghiệt của kiếm minh ta à? Thành mộ kiếm này cũng xem như tổng đà của kiếm minh ở cổ vực Nam Hoa, nếu ngươi đồng ý đến, chắc chắn ngươi sẽ không thất vọng đâu. Hai mắt Long Hạo có ánh sáng lóe lên, ông ta vẫn còn cố chấp nói. Không cần. Lâm Nhất đeo hộp đựng kiếm trên lưng, lạnh nhạt đáp lời. Yêu nghiệt gặp nhau khó tránh khỏi việc tranh đấu, bây giờ hắn vẫn chưa thể điều khiển kiếm ý bán bộ thông linh một cách tự nhiên.
hắn biết uy lực của nó đáng sợ đến mức nào. Không nên gặp mặt thì tốt hơn, lỡ như hắn không cẩn thận đánh tàn phế yêu nghiệt của Kiếm Minh, có lẽ Long Hạo sẽ không giữ được chức vị thanh y tầm long sứ này nữa. Thế thì tiếc quá. Long Hạo nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt sâu xa, ông ta cảm thấy Lâm Nhất hơi xem thường Kiếm Minh, muốn mượn cơ hội này để hắn nhìn thấy thực lực của yêu nghiệt Kiếm Minh, cho hắn cảm thấy áp lực. Tiếc là tiểu tử này không dính bẫy. Tiếc sao? Lâm Nhất cười khẽ, không nhiều lời thêm. Đi đây, thực lực của yêu thú gần thành Mộ Kiếm mạnh hơn thành Mạc Thủy rất nhiều, ngươi cẩn thận đấy. Long Hạo nhìn Lâm Nhất, sau đó tạm biệt. Ông ta nói đúng, trên đường đến đây, Lâm Nhất cũng phát hiện ra. Ở thành Mạc Thủy, ngoài đối phó với hám thiên ma viên, hắn gần như không sử dụng bá kiếm, nhưng hôm nay lại sử dụng rất nhiều lần. Long Hạo nhìn Lâm Nhất một lần nữa, sau đó điều động chân nguyên trong người, kiếm khí mạnh mẽ dâng lên. Thân pháp của ông ta rất mạnh, kiếm thế lấp lánh phát sáng, ông ta tựa như một tia kiếm quang dao động, di chuyển càng lúc càng xa. Trong lúc di chuyển, nhìn từ xa, ông ta giống một con du long gầm thét, vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ thực lực của người này mạnh hơn những gì ông ta để lộ ra ngoài rất nhiều, có lẽ Kiếm Minh thật sự là một thế lực mạnh như lời ông ta nói. Có điều Lâm Nhất thật sự không có hứng thú, cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người này. Gào! Vào lúc Lâm Nhất đang mất tập trung, lại có một đám yêu thú kéo đến, nhìn thấy hắn thì lập tức nhào tới. Bôn lôi chảm điện. Lâm Nhất rút kiếm táng hoa khỏi vỏ, chém ra một tia kiếm mang đáng sợ, kiếm mang khổng lồ lóe lên điện quang chói mắt. Kiếm vung ra, trên người hắn có khí thế đáng sợ tung hoành, một chiêu kiếm trông có vẻ tùy ý, nhưng lại có uy lực quá lớn. Ầm! Mười mấy con yêu thú lập tức bị đâm nát thân thể, vô cùng thê thảm, nhưng vẫn có một con yêu thú tiếp tục lao về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất vung kiếm táng hoa, đâm một phát, muốn chém thêm một kiếm. Kiếm quang lóe lên, lập tức đâm trúng phần thịt mềm của yêu thú, kiếm ý nhạy bén khiến hắn phát hiện nơi này chính là điểm yếu của yêu thú này. Hắn gần như ra tay theo bản năng, nước chảy mây trôi, quyết đoán lưu loát. Nhưng kiếm táng hoa vừa đâm vào nửa tấc đã bị chặn lại, dù Lâm Nhất có dùng sức như thế nào cũng không thể đâm xuống tiếp. Lâm Nhất nhíu mày, hắn quan sát cẩn thận con yêu thú như gấu đen trước mặt, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Đây là một con gấu ma nham, yêu thú cảnh giới âm dương, nhưng dưới sự xâm lấn của ma khí, nó đã thăng cấp lên bán bộ thiên phách. Có lẽ vừa đột phá không lâu, nếu không chắc chắn Lâm Nhất đã phát hiện ra từ trước. Sơ ý quá. Con yêu thú này chúng chiêu bôn lôi chảm điện mà không chết, đáng lẽ hắn phải đoán được nó rất khó xử lý mới phải. Rút lui. Nhưng cho dù Lâm Nhất thúc giục thân pháp đến cực hạn để nhanh chóng rút lui, con gấu ma nham kia vẫn nổi giận gào thét, sau khi đánh vỡ mấy tàn ảnh, tay phải của nó vẫn đánh trúng người Lâm Nhất. Xoẹt. Trước ngực Lâm Nhất lập tức bị cào ra bốn vết rách, nếu không nhờ hắn lùi lại nhanh. Cộng thêm việc trước ngực hắn đã ngưng tụ thương long ấn, có lẽ đòn tấn công này đã cào nát tim của hắn rồi. Ở gần thành Mộ Kiếm này, yêu thú đúng là ngày càng đáng sợ, không ngờ hắn lại gặp phải yêu thú bán bộ thiên phách. Nhưng so với hám thiên ma viên có huyết mạch cấp bá chủ, gấu ma nham này vẫn yếu hơn rất nhiều, vì nó cũng chỉ mới tiến vào bán bộ thiên phách mà thôi. Nếu đã gặp thì giết chết thôi. Hắn chưa từng giết yêu thú bán bộ thiên phách bao giờ, khoảng thời gian này thực lực tiến bộ nhiều, Lâm Nhất cũng tự tin có thể mượn gấu ma nham này để rèn luyện. Dù không thể chống lại, hắn vẫn tự tin có thể dễ dàng rút lui. Lâm Nhất cau mày, hắn lặng lẽ vận chuyển Tử Diên kiếm quyết, chân nguyên màu bạc tràn ngập cả người. Thậm chí vì quá tràn đầy mà còn tản ra từ trong lỗ chân lông, khiến trên người hắn như bao phủ một tầng ánh sáng bạc mờ ảo. Ầm, ầm, ầm. Kiếm thế vừa dâng lên đỉnh cao, con gấu ma nham kia đã nhanh chóng lao tới, liên tục đánh ra mười mấy chiêu. Yêu thú này trông khá to lớn nhưng tốc độ lại rất nhanh, lúc vuốt gấu sắc bén vung lên thậm chí còn xuất hiện tàn ảnh, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Điều đáng sợ hơn là mỗi một đòn của đối phương đều có sức mạnh kinh người, hoàn toàn có thể sánh bằng cường giả bán bộ thiên phách chân chính. Chuyện này vượt ngoài dự đoán của Lâm Nhất,
trong khoảnh khắc đó, kiếm thế của hắn lại mơ hồ sắp bị đánh tan. Không xong rồi. Lâm Nhất trước giờ luôn rất thong dong, lúc giao thủ với hám thiên ma viên, sắc mặt của hắn cũng không thay đổi đến mức này. Kiếm thế bị hủy thì chỉ có một con đường chết, dù hắn có bản lĩnh thông thiên đến mức nào cũng vô dụng. Gấu ma nham kia vùng vuốt cào một phát, sát khí gần như sắp xé rách không khí, muốn đánh tan kiếm thế còn lại của Lâm Nhất. Bá kiếm, chiêu dương phá hiểu. Lâm Nhất tập trung chưa từng có, kiếm táng hoa trong tay chém ra một tia kiếm mang đỏ như lửa, đồng thời còn có một quả cầu lửa nóng rực như ánh mặt trời rơi xuống. Kiếm mang và quả cầu lửa gần như đồng thời chống lại móng vuốt xé rách hư không của gấu ma nham, va chạm mạnh với nhau. Chân nguyên dao động, kiếm mang nổ tung, Lâm Nhất lùi lại mấy trăm thước, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Thú vị, mình thật sự đánh giá thấp bán bộ thiên phách rồi, dù chỉ là một con yêu thú cũng không thể coi thường được. Lâm Nhất lau đi máu tươi trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn con gấu ma nham cũng lùi lại mấy trăm thước trước mặt. Nếu không vì khoảng thời gian này có chút tiến bộ, thì e rằng gặp phải yêu nghiệt bán bộ thiên phách, hắn chắc chắn sẽ thua trận. Vì hắn hoàn toàn không biết đối phương mạnh đến mức nào, không kịp chuẩn bị chắc chắn sẽ bị yếu thế. Thú triều đúng là một cơ hội lớn với hắn, cho dù giao thủ với hám thiên ma viên hay gấu ma nham, cũng sẽ giúp hắn có nhận thức trực quan với yêu nghiệt bán bộ thiên phách. Có lẽ thực lực của Khuynh Nhược U và hám thiên ma viên kia tương đương nhau. Còn con gấu ma nham này thì yếu hơn nhiều, nếu không vì sơ suất, thật ra nó rất khó khiến hắn bị thương, nhưng cũng đủ để hắn nghiêm túc chiến đấu. Vậy để ta xem thử rốt cuộc kiếm ý bán bộ thông linh đáng sợ đến mức nào. Kiếm thế hơi tán loạn trên người Lâm Nhất thoáng chốc sôi trào, một luồng phong mang lóe lên ở mi tâm. Bây giờ ngay cả mắt thường cũng có thể thấy rõ những đốm sáng vốn chỉ kiếm khách mới có thể nhìn thấy xung quanh hắn. Gấu ma nham đang nổi điên cảm nhận được kiếm ý của Lâm Nhất thì lập tức nhận ra nguy hiểm. Sát khí máu đen nồng đậm tích lũy trên người gấu ma nham, thân thể to lớn của nó lắc lư trên mặt đất, phát ra tiếng phá không chói tai. Da lông trên người nó đột nhiên bốc cháy, sau đó, nó lao về phía trước tựa như sao chổi. Đến đây, chiến ý phập phùng như lửa trong mắt Lâm Nhất, hắn chém ra một kiếm mà không hề nương tay. Trong nháy mắt, hàng trăm đốm sáng lơ lửng quanh người Lâm Nhất bắt đầu hội tụ trên thân kiếm tựa như bướm đêm. Thân kiếm như nước mùa thu lóe lên ánh sáng chói mắt. Kiếm mang chém xuống, như muốn chém rách cả không khí. Vụt! Phạm vi 10 dặm trở nên sáng rực, kiếm thế mạnh mẽ chém ra mấy khe hở trên ma vân dày đặc đầy trời. Lúc này, đốm sáng cũng tranh nhau phát sáng với nhật nguyệt. Dưới kiếm quang đáng sợ này, lồng ngực của gấu ma nham bị đâm ra một cái lỗ to, máu bắn tung tóe. Thân hình khổng lồ có ngọn lửa thiêu đốt của nó nhanh chóng bay ngược về rồi rơi xuống đất, tạo thành một tiếng vang ngút trời. Nhưng suy cho cùng nó cũng là yêu thú bán bộ thiên phách, đòn tấn công này không thể giết chết nó được, gấu ma nham xoay người đứng dậy. Trong lòng bàn tay nó ngưng tụ ra ma cầu màu đen, ma cầu cháy lên ngọn lửa màu đen. Sau đó biến thành đoạn mâu sắc bén đâm về phía Lâm Nhất. Chém. Dưới sự gia trì của kiếm ý bán bộ thông linh, Lâm Nhất chỉ sử dụng một chiêu kiếm đã chém vỡ đoạn mâu ngưng tụ từ ngọn lửa màu đen. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Lửa đen đầy trời rơi xuống, nổ ra một hố sâu, Lâm Nhất mở hai cánh tay, được thế xông lên, lại đâm ra một kiếm. Phập. Chiêu kiếm này đâm thủng một lỗ trước ngực gấu ma nham. Nhưng lúc hắn muốn rút kiếm, thì con gấu kia lại như nổi điên, nó nắm lấy kiếm táng hoa, cúi đầu cắn về phía cổ Lâm Nhất. Lâm Nhất buông tay ra, lùi về phía sau một bước, mười mấy đường long văn di chuyển. Lực lượng thương long cổ xưa hội tụ trong tay phải, phát ra tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Thương long cửu biến, phong lôi tịnh khởi. Trong tiếng rồng ngâm còn kèm theo tiếng sấm chấn động đất trời. Nắm tay phải mang theo tia điện hung ác đánh lên đầu gấu ma nham. Bịch. Gấu ma nham to lớn bị cú đấm này đánh bay mấy trăm thước. Đầu nó lắc lư mấy cái, có yêu sát màu đen đếm không xuể tựa như bụi đá bay ra. Giết. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên hàn mang, hắn lao nhanh tới, đấm một quyền lên chuôi kiếm táng hoa. Phụt.
máu tuôn như suối, kiếm táng hoa biến thành một tia sáng, xuyên qua vết thương trên thân thể của gấu ma nham. Gấu ma nham không ngừng gào thét, đánh mạnh tới một đòn, nhưng chỉ làm rách vạt áo của Lâm Nhất, vì Lâm Nhất đã tung người thành một đường vòng cung. Lâm Nhất rơi xuống sau lưng gấu ma nham, đánh ra một chiêu, đón lấy kiếm táng hoa vừa đâm thủng ngực gấu ma nham. Ong! Thân kiếm khẽ rung, có kiếm ý vô tận dao động, kiếm và Lâm Nhất tâm linh tương thông, vào khoảnh khắc hắn cầm lấy chuôi kiếm, cảm giác huyết mạch tương liên lại xuất hiện một lần nữa. Tinh thần đại bảo! Không đợi gấu ma nham xoay người, một quả lôi cầu màu tím chói mắt như ngôi sao đã đánh lên đầu nó. Phụt! Nó vốn đã bị Lâm Nhất đấm vào đầu, bây giờ lại bị quả lôi cầu của Lâm Nhất đánh trúng, đầu nó lập tức nổ tung. Thân thể mất đầu của gấu ma nham ngã ầm xuống đất, nó không ngừng mất đi sức sống, những luồng sát khí màu đen lăn lộn tựa như khói mù rồi biến mất. Sau khi gấu ma nham chết đi, Lâm Nhất thả lỏng tinh thần được một chút, vùng tử phủ có một dòng nước ấm dâng lên, sau đó, dòng nước ấm này đã tràn ngập cả người hắn. Khiến hắn cảm thấy rất ấm áp và thoải mái. Chân nguyên dịch màu bạc ngưng tụ từ vùng tử phủ không ngừng sôi trào, trở nên cô đặc gấp mấy lần. Chân nguyên màu bạc trông như nước trong trước đây đã trở nên giống như thủy ngân, chất lỏng thuần túy trở nên đặc sệt, bề ngoài sáng bóng đến mức chói mắt, thay đổi từ trong ra ngoài. Đột phá! Lâm Nhất vô cùng bình tĩnh, tu vi nằm trong dự đoán của hắn, đã đạt tới âm dương đại thành. So với âm dương tiểu thành, chân nguyên của âm dương đại thành thật sự đã xảy ra thay đổi đúng như lời đồn. Tiếc là đột phá hơi muộn, nếu đột phá trong lúc chiến đấu, e rằng không cần sử dụng kiếm ý bán bộ thông linh cũng có thể giết chết gấu ma nham này. Gào, gào, gào. Đúng vào lúc này, cách đó mấy trăm dặm không ngừng truyền đến tiếng thú gào thét. Tiếng thú gào ngưng tụ thành sóng âm, chấn động từ xa đến gần. Cách mấy trăm dặm vẫn có thể khiến không khí dao động như nước. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ bao giờ, ma vân trên trời đã dày đặc hơn rất nhiều. Hắn đứng ở nơi xa vẫn cảm nhận được rất nhiều hơi thở đáng sợ, trong đó có không ít yêu thú có thể sánh bằng hám thiên ma viên. Thậm chí còn có một hơi thở vô cùng đáng sợ, còn đáng sợ hơn hám thiên ma viên rất nhiều, nó giấu hơi thở rất kỹ, nhưng lại không giấu đi sát khí. Ma vân u ám trên trời chính vì nó nên mới dao động, không ngừng di chuyển. Có thú vương đến ư? Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, yêu thú bán bộ thiên phách cấp vương giả mà Long Hạo nói được gọi là thú vương, hoàn toàn có thực lực sánh với cường giả thiên phách. Nếu hắn gặp phải thú vương thì chẳng khác nào phải giao thủ với cường giả thiên phách, chưa đến 10 chiêu đã mất mạng. Nếu bây giờ còn tiếp tục đi về phía trước, chỉ cần gặp phải chắc chắn sẽ bị đánh chết. Thú triều nghìn năm khó gặp này đúng là đáng sợ, e rằng chiến trận trước mắt chỉ mới là bắt đầu, sau đó có yêu thú thiên phách cấp bá chủ xuất hiện, Lâm Nhất cũng sẽ không bất ngờ. Vào thành. Lâm Nhất không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đi về phía thành mộ kiếm. Oanh. Nhưng chưa đi được mấy bước, trong thành đã có mấy bóng người bay lên cao, đi về phía một hướng khác của tường thành. Những người đó còn rất trẻ, mắt ngọc mày ngài, anh tuấn nổi bật, khí thế cực kỳ đáng sợ. Trên người họ còn có chiến ý sục sôi, chiến ý này dù cách rất xa vẫn có thể khiến người khác cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đủ để người khác không thể rời mắt khỏi bọn họ. Lâm Nhất dừng bước, hắn nhìn về phía những bóng người vừa dừng lại, dường như bọn họ đặc biệt xuất hiện vì yêu thú cấp bá chủ. Trên người bọn họ có phong mang tung hoành, cũng không hề giấu đi khí thế kiêu ngạo. Cố ý đọ sức với những yêu thú đang gào thét kia. Đây là yêu nghiệt tuyệt đỉnh trong bảng Long Vân ư, trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng lóe lên, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhìn những thiên tài trẻ tuổi tài trí hơn người, có khí thế vô tận trên tường thành, nội tâm Lâm Nhất vẫn có thể giữ bình tĩnh. Nhưng những võ giả trong thành thì khác, bọn họ đều nhìn đến mức ngây người, sau khi lấy lại tinh thần, tiếng xôn xao vang lên. Không ngờ trong thành mộ kiếm lại có nhiều yêu nghiệt tuyệt đỉnh đến như thế, trước đó bọn họ không hề nghe thấy tin tức gì, bây giờ đột nhiên xuất hiện, khiến ai cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó mọi người chợt hiểu ra, thú triều nghìn năm khó gặp như thế, e rằng yêu nghiệt tuyệt đỉnh đang lịch luyện trong Lôi Châu đều sẽ không vắng mặt.
Đối với người bình thường, thú triều là một tai họa, nhưng với thiên tài yêu nghiệt, đó lại là một cơ hội để lịch luyện rất lớn. Bình thường, dù đi đến dãy núi nguy hiểm nhất cũng không có nhiều cơ hội chém giết như thế. Đông người đến quá, đó là đại đệ tử Tần Dương của Huyền Dương Điện, xếp thứ 23 trong bảng Long Vân kỳ trước. Nghe nói hắn ta đã tu luyện Huyền Dương công tuyệt học trấn phái của Huyền Dương Điện tới cảnh giới tầng 11, khá là đáng sợ. Triệu Phong của Tử Lôi Tông cũng đến rồi, trong bảng Long Vân kỳ trước người này cũng đứng trong 30 người mạnh nhất. Tạ Vũ của Thanh Mộc Các cũng đến kìa, lại là một yêu nghiệt trong 30 người mạnh nhất, trong lúc xếp bảng Long Vân kỳ trước, người này chỉ mới 16 tuổi, lúc đó hắn ta vô cùng nổi bật, rất nhiều cao thủ thế hệ trước đều có ấn tượng sâu sắc với hắn ta. Trên tường thành cao ngất có rất nhiều thiên tài xuất chúng mang theo khí thế ngang bằng nhau. Nhưng nổi bật nhất vẫn là Tần Dương của Huyền Dương Điện, Triệu Phong của Tử Lôi Tông và Tạ Vũ của Thanh Mộc Các. Ngoài việc ba người xuất thân từ thế lực cấp bá chủ, nguyên nhân lớn hơn là vì họ đều đứng trong 30 người mạnh nhất trong bảng Long Vân. Trong bảng Long Vân có hai ranh giới lớn, một là 10 người mạnh nhất, hai là 30 người mạnh nhất. Còn yêu nghiệt ngoài bảng trong mắt cao thủ chân chính thì chẳng là cái gì cả. Hai ranh giới lớn này cũng được phân biệt rõ, có sự chênh lệch rất rõ ràng, như một khoảng cách khó mà vượt qua. Yêu nghiệt hạng 11 giao thủ với yêu nghiệt hạng 10, trong vòng 20 chiêu chắc chắn sẽ thua. Nhưng chênh lệch giữa hạng 10 và hạng 9 lại không lớn như thế, bình thường trong 100 chiêu cũng khó phân thắng bại, phân chia cao thấp được dựa theo năng lực bọn họ phát huy lúc đó. Hạng 30 và những thiên tài xếp hạng sau cũng thế, giao thủ với nhau, đấu 10 trận là có thể thắng được 10 trận. Còn những người đứng trước hạng 30 giao thủ thì lại khó phân thắng bại. Ta cứ tưởng ít nhiều gì Thanh Mộc Kiếm cũng có một vài cao thủ, thật quá thất vọng. Tạ Vũ của Thanh Mộc Các chỉ mới 20 tuổi, đang trong độ tuổi hiếu thắng nhất, cực kỳ ngông cuồng. Hắn ta đảo mắt nhìn những thiên tài của Thanh Mộc Kiếm, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười đó rất dịu dàng, nhưng đôi mắt đang híp lại đầy vẻ khinh thường. Tần Dương của Huyền Dương Điện cười nói, bảy tòa thành lớn của Lôi Châu chỉ có tiếng mà không có miếng, e rằng cao thủ chân chính chỉ có ở thành Lôi Châu. Đợi mấy người họ đến, có lẽ thú triều nghìn năm khó gặp này mới thật sự trở nên náo nhiệt. Lời nói của hai người hơi khó nghe, khiến rất nhiều võ giả của thành Mộ Kiếm tỏ vẻ khó chịu, nhưng lại không dám phản bác. Trước đó, mấy người họ còn đang bàn tán chuyện Lâm Nhất chém chết Thất Tú Thiên Lăng. Nhưng nhìn ba người này, Lâm Nhất hoàn toàn không thể sánh bằng, e rằng những yêu nghiệt tuyệt đỉnh đứng trong 30 người mạnh nhất của bảng Long Vân chỉ cần một ngón tay đã có thể bóp chết Thất Tú Thiên Lăng rồi. Những người này quá mạnh, thiên phú hơn người, trong vạn người cũng chưa chắc có một người. 4 năm trước, bọn họ đã vô cùng nổi bật, 4 năm sau, e rằng bọn họ chỉ sẽ cường đại hơn. Triệu Phong của Tử Lôi Tông lạnh nhạt nói, có đến hay không cũng không quan trọng, dù gì chúng ta cũng sẽ giao thủ trong quần Long Thịnh Yến. Tam Vương Thất Anh, những nhân vật thật sự đứng ở đỉnh cao thế này có xuất hiện trong thú triều hay không mới là trọng điểm. Tam Vương Thất Anh. Triệu Phong vừa nói xong, nụ cười trên mặt Tần Dương và Tạ Vũ đều thoáng chốc biến mất. Thậm chí ngay cả phong mang trên người bọn họ cũng được giấu đi rất nhiều, trông có vẻ không đủ tự tin. Những yêu nghiệt tuyệt đỉnh trong mắt người ngoài như bọn họ bình thường không hay qua lại, nhưng ít nhất cũng ở trong giới. Đa số bọn họ đều hiểu rõ thực lực của nhau, sẽ không chênh lệch quá lớn. Nhưng Tam Vương Thất Anh đã hoàn toàn không còn là yêu nghiệt trong giới của bọn họ nữa, gần như không hề qua lại. Từ rất nhiều năm trước, 10 người này đã không còn xuất hiện ở cổ vực Nam Hoa nữa, rất ít ai biết được tung tích của bọn họ. Bọn họ tựa như một huyền thoại đứng trên đầu mọi người, vững vàng chiếm lấy 10 vị trí đầu, khiến người ta phải ngẩng mặt nhìn lên. Đặc biệt là Tam Tiểu Vương, từ 4 năm trước, bọn họ đã mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, rất khó tưởng tượng mấy năm nay bọn họ đã đạt tới cảnh giới gì. Sắc mặt của những yêu nghiệt đứng đầu vùng khác đang đứng trên tường thành cũng trở nên vô cùng nặng nề, bọn họ là nhân tài mới nổi ở các nơi. Trước mặt ba người Tần Dương, khí thế của bọn họ thua kém một bậc, nên không dám quá phô trương. Có điều sâu trong lòng bọn họ lại không quá khâm phục những yêu nghiệt tuyệt đỉnh đứng trong 30 vị trí đầu của bảng Long Vân. Ngoài mặt không nói gì,
nhưng trong lòng đều muốn tranh đấu, trong quần long thịnh yến lần này chưa chắc không thể giành lấy vị trí của ba người họ. Nhưng đối với Tam Vương Thất Anh, bọn họ hoàn toàn cảm thấy vô lực. Theo lời đồn, 10 người này đã rời khỏi cổ vực Nam Hoa từ nhiều năm trước và đến những khu vực khác ở huyền hoàng giới để rèn luyện. Khác với ba người nhóm Tần Dương, những người này thậm chí còn chưa từng gặp Tam Vương Thất Anh, nhưng kể từ khi họ xuất đạo cho đến nay, tên tuổi của 10 người này đã vang dội như sấm bên tai, như bóng với hình. Có thể là nghe nói từ các sư huynh đồng môn, hoặc có thể là gặp gỡ uy danh mà Tam Vương Thất Anh để lại trong lúc rèn luyện. Họ đã rời đi từ lâu, nhưng tên tuổi của họ lại vang vọng khắp mọi nơi ở cổ vực Nam Hoa, đứng trên đỉnh cao nhất nhìn xuống chúng sinh. Rất khó để tưởng tượng khi họ trở về sẽ nhấc lên sóng gió như thế nào ở cổ vực Nam Hoa. Lâm Nhất lặng lẽ nhảy lên đầu tường thành vừa khéo nhìn thấy cảnh này, ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kinh ngạc. Hắn đã nghe nói về uy danh của Tam Vương Thất Anh từ lâu. Nhưng không ngờ chỉ mới nhắc tới tên của họ đã khiến nhóm yêu nghiệt tuyệt đỉnh này phải che giấu sự sắc bén của mình, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, vẻ ngạc nhiên chợt thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn quay đầu nhìn về phía vùng trời ngoài thành. Dưới những đám ma vân có hai bóng dáng đang bay tới, kiếm ý trên người họ vô cùng sắc bén. Đặc biệt là người bên trái, kiếm ý trên người hắn ta mang lại một loại khí phách không kiêng nể gì. Ngay cả ma vân đầy trời cũng có thể chém nát. Ô Tiếu Thiên! Các nhân tài và yêu nghiệt trên tường thành kinh ngạc thốt lên, mặt khẽ biến sắc. Huyết Thương Các, Ô Tiếu Thiên! Yêu nghiệt hạng 17 bảng Long Vân đợt trước, đây mới là cao thủ đích thực, hắn ta chỉ còn thiếu một bước nữa là sẽ lọt vào 10 vị trí đầu. Nhưng một bước này lại như con lạch trời không thể vượt qua. Trong quần Long Thịnh Yến đợt trước, người này có thủ đoạn thâm độc, kiếm pháp hiểm độc, giết người không chớp mắt, lên hạng liên tục, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhưng hắn ta đã thua trong tay Khương Tử Diệp thuộc Thất Anh, tâm tính mất cân bằng, gần như sụp đổ. Nếu không thì với thủ đoạn của hắn ta, dù không vào được 10 vị trí đầu, thứ hạng cũng có thể nằm ở vị trí cao. Lại thêm một cao thủ đến. Tạ Vũ của Thanh Mộc Các nheo mắt lại, nở nụ cười lười nhác. Nhưng sự sắc bén trong mắt hết sức nặng nề. Năm 16 tuổi, hắn ta đã được chứng kiến phong thái của người này, quả thật mạnh hơn hắn ta. Nhưng sau 4 năm, tất cả mọi thứ đã khó nói. Triệu phong của Tử Lôi Tông thì tỏ ra thâm trầm, quần Long Thịnh Yến 4 năm trước, hắn ta đã thua trong tay người này. Vù! Hai bóng dáng bay vút tới như lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua hư không, vững vàng đáp xuống đầu tường thành. Trùng hợp là Lâm Nhất biết người bên trái là Cơ Vô Dạ. Lâm Nhất chợt hiểu ra, tên Cơ Vô Dạ này hình như là đệ tử Huyết Thương Các, chỉ là không ngờ hắn ta còn có một vị sư huynh khủng khiếp như thế. Lâm Nhất nhìn thoáng qua Ô Tiếu Thiên, sau đó rời sang Cơ Vô Dạ. Sau trận chiến trong cổ mộ tinh quân ở Biển Trăng Khô, đã nửa năm rồi hắn không gặp đối phương. Hắn ta đã thua trong tay hắn vào thời điểm nổi bật nhất. Mới nửa năm không gặp mà đã mạnh lên nhiều như vậy. Đứng song song với sư huynh, uy áp huyết sát toát ra trên người hắn ta không hề thua kém. Thú vị. Như vậy mới thú vị, nếu hắn ta không gượng dậy nổi mà nản lòng nhục chí thì quần Long Thịnh Yến sẽ rất nhàm chán. Hắn rất vui, bởi vì đối phương không sinh ra ma chướng vì thua trong tay hắn. Trước khi Cơ Vô Dạ nhận ra ánh mắt của hắn, Lâm Nhất nhếch môi cười. Lặng lẽ rời đi. Khí tức của nhân tài yêu nghiệt rất nhạy bén, đừng nói là có sát ý nhằm vào mình, một ánh mắt bình thường cũng đủ để nhận ra. Cơ Vô Dạ nhìn về nơi Lâm Nhất vừa đứng nhưng chỉ thấy một khuôn mặt tươi cười mơ hồ. Là hắn. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Cơ Vô Dạ, người nọ đi rất nhanh, khuôn mặt mơ hồ khiến hắn ta không thể xác định. Đệ nhìn thấy ai à? Ô Tiếu Thiên đứng bên cạnh hờ hững hỏi, giọng hắn ta rất khàn, lộ ra sát ý rét lạnh. Hình như là người đã đánh bại ta trong cổ mộ tinh quân. Cơ Vô Dạ không chắc chắn lắm. Ta giúp đệ giết hắn. Mặt Ô Tiếu Thiên không có cảm xúc gì, hờ hững tự nhiên như đang nói về một chuyện không có ý nghĩa. Cơ Vô Dạ lắc đầu, không cần, ta sẽ đích thân giải quyết hắn trong quần Long Thịnh Yến.
tốt lắm, dù vừa rồi đệ đồng ý, ta cũng sẽ không ra tay. Loại người này đệ nên tự tay giết, lấy máu của hắn để nuôi sát khí trong lòng đệ, lấy mạng của hắn để tế kiếm trong tay đệ. Nếu đệ đồng ý, ta sẽ giết đệ chứ không phải giết hắn. Ô Tiếu Thiên nở một nụ cười kỳ quặc, nói ra những lời gây sởn tóc gáy. Cơ Vô Dạ không dám nói gì nữa, tính tình kỳ quái, vui giận thất thường của vị sư huynh này không thay đổi chút nào. Sau khi đáp xuống đầu tường thành, hai người họ chỉ nói chuyện với nhau, không để ý đến người khác, nhưng sát khí trên người họ khiến người ta rất khó chịu. Nhiều nhân tài kiệt xuất lặng lẽ tránh xa họ. Mặc dù Huyết Thương Các là tông môn, nhưng cả tông môn, từ trưởng lão đến đệ tử đều là tà tu. Họ lấy giết người làm niềm vui, lấy giết chóc tu luyện huyết sát, thủ đoạn tàn bạo, thực lực tuy mạnh nhưng lại bị các tông môn khác khinh thường. Trên tường thành rộng lớn chỉ có ba người Tần Dương, Tạ Vũ và Triệu Phong không kiêng kỵ sát khí trên người họ, thay vào đó âm thầm tranh cao thấp. Ô Tiểu Thiên, ta cứ tưởng ngươi đã điên rồi, không ngờ lại xuất hiện. Tần Dương mỉm cười, thản nhiên hỏi. Năm đó đối phương thua trong tay Khương Tử Diệp vô cùng chật vật và thê thảm, chịu cú sốc lớn như phát điên. Vốn dĩ tâm tính của tà tu rất dễ vặn vẹo, bất cần một chút sẽ nổi điên. 4 năm trước, hắn ta đã càn quét vô số nhân tài kiệt xuất, ép người ta không thở nổi, hào quang rực rỡ đến đáng sợ. Nhưng khi gặp Khương Tử Diệp, chỉ sau 10 chiêu, hắn ta đã thua một cách thảm hại, sau đó cầu xin đối phương giết mình như kẻ điên, nhưng Khương Tử Diệp lại không thèm nhìn hắn ta, có thể tưởng tượng ra được cú sốc lớn đến mức nào. Là nữ tử duy nhất trong thất anh của Nam Hoa, năm đó Khương Tử Diệp đã quá vô tình. Có người đồn rằng sau đợt quần long thịnh yến đó, Ô Tiếu Thiên đã phát điên, đi lang thang khắp nơi như một tên ăn mày, cuối cùng trưởng bối trong tông môn tìm được và nhốt hắn ta vào cấm địa của tông môn. Sự xuất hiện của hắn ta khiến mọi người khá kinh ngạc, đó là một nhân vật bất ngờ. Ô Tiếu Thiên nhìn thoáng qua Tần Dương rồi không để ý tới hắn ta nữa, hoàn toàn không dao động gì trước những lời của hắn ta. Điều này khiến lòng ba người trùng xuống. Tiểu tử này giỏi lắm, sau khi điên, có lẽ thực lực đã mạnh hơn nhiều. Ô Tiếu Thiên, quần long thịnh yến đợt này, tốt nhất là ngươi đừng gặp phải ta, Triệu Phong của Tử Lôi Tông nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng cảnh cáo. Hiển nhiên hắn ta vẫn còn canh cánh trong lòng về thất bại của mình 4 năm trước. Cơ Vô Dạ nhìn hắn ta, lạnh nhạt đáp, muốn đánh bại sư huynh của ta. Ngươi không được đâu, lần này sư huynh ta đến để giết thú vương. Chắc là ngay cả can đảm đối mặt với thú vương ngươi cũng không có. Thú vương. Đó là yêu thú bán bộ thiên phách cấp bậc vương giả còn đáng sợ hơn cả hám thiên ma viên. Thực lực của chúng có thể so sánh với thiên phách, thậm chí còn mạnh hơn. Ba người nhóm Tần Dương nghe vậy đều ngẩn ra, nói thật hùng hồn. Ô Tiếu Thiên nhìn mọi người xung quanh, cười cợt tất cả giải tán đi, yêu thú chỉ đang thăm dò thôi, thế mà các ngươi lại bị lừa thật. Ai cũng phô trương một cách nực cười. Ta ở phía xa trăm dặm đã nhìn thấy những con yêu thú kia kêu gào như quỷ, có phải các ngươi cũng muốn đứng trên đầu tường thành kêu vài tiếng không? Sư đệ, chúng ta đi thôi. Hai người nhanh chóng rời đi, để lại đám nhân tài kiệt xuất trên tường thành với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Biểu cảm giễu cợt của Ô Tiếu Thiên lúc rời đi khiến rất nhiều người khó chịu. Nhưng đúng như lời hắn ta nói. Những con yêu thú có khí tức đáng sợ đang gầm rú phía ngoài thành 500 dặm kia không hề xông tới. Chúng như đang thị uy, lại như đang thăm dò, dù sao cũng không thật sự xông tới. Nhưng số lượng yêu thú tụ tập bên ngoài thành càng lúc càng nhiều, chúng tập trung ở nơi rất xa phía ngoài thành. Ở cuối tầm mắt chỉ thấy một vùng đen kịt, tưởng chừng như vô biên vô tận. Nhưng chúng chỉ tập trung chứ không tấn công, ban đầu thỉnh thoảng còn có yêu thú công thành. Bây giờ đã hoàn toàn yên tĩnh. Những dấu hiệu này lại khiến người ta cảm thấy như gió thổi báo giông bão sắp đến, là bình yên trước cơn bão. Lát nữa khi chúng xông tới sẽ là một đợt tấn công kinh thiên động địa, phòng ba ấy sẽ vượt xa dự liệu của mọi người. Rất nhiều người đang thầm mong đợi cuộc tấn công có thể đoán trước này diễn ra, đến nỗi nhiệt huyết sôi trào, kích động vô cùng. Chỉ mới mấy ngày, nhân tài kiệt xuất tập trung đến thành Mộ Kiếm ngày càng nhiều. Nhưng dù có nhiều người đến thì cũng không có người nào có thể so sánh với tên tuổi của Ô Tiếu Thiên,
cùng lắm là ngang ngửa đám người Tần Dương. Các quán rượu trong thành đều đang thảo luận về chuyện này. Mỗi khi có nhân tài kiệt xuất hàng đầu tới đều sẽ gây xôn xao. Rất nhiều người đang đoán xem ai sẽ là người tỏa sáng nhất trong đợt thú triều lần này. Dù sao thì quần long thịnh yến cũng sắp đến, đợt thú triều lần này tương đương với một lần diễn thử, ít nhiều có thể đoán được thực lực của mọi người. Giờ phút này, Thành Mộ Kiếm vốn không quá nổi bật ở Lôi Châu có thể nói là tâm điểm vô cùng náo nhiệt. Sau khi vào thành, Lâm Nhất phát hiện một hiện tượng thú vị. Người thường, thậm chí là các võ giả cảnh giới huyền võ trong Thành Mộ Kiếm đều đã đi hết, đến đây chỉ có nhân tài kiệt xuất của những nơi khác, ngoài ra chỉ còn quân đội trong phủ thành chủ. Tòa thành chỉ rộng lớn trở nên cực kỳ vắng vẻ. Điều khiến Lâm Nhất khó hiểu hơn là linh trận bảo vệ Thành Mộ Kiếm cũng không được kích hoạt. Có người nói rằng người đứng đầu thành muốn bảy yêu thú này trắng trợn xông vào, cố ý không kích hoạt kiếm trận vì muốn quyết chiến với chúng ngay tại đây, nhân tiện để nhân tài kiệt xuất của những nơi khác tiến hành rèn luyện sinh tử thông qua cơ hội này. Thật giả trong đó, Lâm Nhất không biết. Tại một sân trống nọ trong Thành Mộ Kiếm. Trên sân, một bóng dáng màu xanh đang múa kiếm. Kiếm quang nhấp nhô lên xuống, lá cây tán loạn, bụi bay tứ tung. Hoa mọc từ chốn nào? Bóng dáng màu xanh giang hai tay ra như hạc tiên trên mây, thân kiếm từ dưới nâng lên, đâm ra một kiếm. Soạt. Mũi kiếm sinh ra một đóa tường vi, khi Lâm Nhất thôi động, không khí lập tức chập chờn như sóng biển, sóng gợn rất chậm, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong nó lại vô cùng lớn. Ta đến từ nơi nào? Lâm Nhất thu kiếm, thoát cái đã biến mất, chỉ còn đóa hoa tường vi trên mũi kiếm đang dập dềnh trên sóng biển. Núi rộng sông dài, lá xanh gió thổi. Đến khi Lâm Nhất xuất hiện lại, đóa tường vi kia bắt đầu rời ra, hóa thành kiếm thế vô biên như du long, bay lượn quanh một ngọn núi giữa dòng sông gầm thét. Sau mỗi vòng lượn, khí tức cuồng bạo của luồng kiếm thế này sẽ nhân đôi. Khi nó vòng đến đỉnh núi, kiếm thế đã mạnh đến mức khủng khiếp. Soạt, bộc phát như trong dự đoán lại không xuất hiện, khí thế cuồng bạo lực này lại được kiếm trong tay Lâm Nhất thu lại một cách nhẹ nhàng, rồi tan thành mây khói, hóa thành một chiếc lá rụng, theo gió bay đi. Chiếc lá kia chập chờn trong gió, nhẹ nhàng mà linh hoạt. Khi chiếc lá sắp bay đến trước mặt, kiếm thế của Lâm Nhất lại lần nữa biến ảo, thoát như hoa như mộng, rồi lại như mưa thu sầu muộn. Ta đến từ trên trời, hoa mọc từ trong lòng bàn tay. Nhất niệm trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Đợi đến khi Lâm Nhất đáp xuống đất, một đóa hoa tiên nở ra từ lòng bàn tay trái, hào quang của nó khiến những hạt bụi tràn ngập trong mỗi một ngóc ngách đều được thần quang chiếu rọi. Hô! Lâm Nhất tra kiếm vào bao, thở hắt ra một hơi, trong mắt có ánh sao lóe lên. Kiếm ý thăng cấp đến cảnh giới bán bộ thông linh, trần quang kiếm pháp cũng đã bắt đầu thuận tay hơn rất nhiều. Có thể thu phóng tự nhiên theo ý hắn. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không dám tùy tiện diễn luyện kiếm pháp bực này, bởi vì không cách nào khống chế được uy lực của nó. Khoảnh khắc trần tận quang sinh, những thứ trong tầm mắt, thuộc phạm vi ngàn mét đều hóa thành cho chỉ trong một ý niệm. Động tĩnh lớn như vậy sẽ kinh động đến toàn thành. Bá kiếm và trần quang kiếm pháp vốn là hai bộ kiếm pháp hoàn toàn khác biệt. Một cái là bá đạo tuyệt luân. Mỗi một chiêu thức đều là sát chiêu kinh thiên. Một cái lại ung dung, không vội cũng không chậm, biến ảo liên hồi, như thơ như họa, thoạt nhìn có vẻ rất dịu dàng, nhưng khoảnh khắc trần tận quang sinh, uy lực lại mạnh hơn gấp nhiều lần so với bá kiếm. Lâm Nhất ngẫm nghĩ, hai loại kiếm pháp này khó mà phân cao thấp, mỗi cái đều có ưu điểm và khuyết điểm của nó. Nếu kết hợp cả hai sẽ tạo thành kết quả như thế nào? Hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng. Hắn bị cách nghĩ của chính mình dọa sợ, nhưng lại có chút động lòng. Chưa hẳn không thể. Nếu là lúc trước thì chắc chắn không được, nhưng hiện tại kiếm ý của hắn đã đạt đến cảnh giới bán bộ thông linh, điều khiển kiếm pháp tinh tế và tỉ mỉ như tơ, có thể nói có một không hai tại Nam Vực. Ta tẩy sạch duyên hoa của bá kiếm tựa như trần quang kiếm pháp, từ từ mà đến, có gì không được. Ta dung hợp trần quang kiếm pháp, một kiếm đâm ra. Chiếu phá núi sông, có gì không được. Kết hợp như thế chính là một bước đột phá, cũng là một loại tu luyện kiếm ý.
nếu có thể thông hiểu được đạo lý trong đó, có khi sẽ đột phá kiếm ý cũng nên. Nghĩ là làm, trong sân, Lâm Nhất tùy ý diễn luyện. Trước tiên, hắn luyện bá kiếm, vì không muốn tạo ra động tĩnh quá lớn, hắn không thi triển kiếm ý mà chỉ dùng một luồng chân nguyên. Bôn lôi trảm điện. Kinh hồng phá nhật. Tinh thần đại bảo. Thân hình Lâm Nhất nhoáng lên một cái, xuất ra liên tục ba chiêu, so với lúc trước, mỗi một sát chiêu của bộ kiếm pháp này vốn dĩ cực kỳ bá đạo, nhưng giờ đã bị hắn chân áp lại, từ từ mà tới, luồng khí thế kia liên tục bị áp chế. Đợi đến khi tinh thần đại bạo được thi triển, áp lực từ kiếm thế đã khiến toàn thân Lâm Nhất đau đớn không thôi. Đây mới chỉ là một luồng chân nguyên thôi đấy, nếu vận dụng một nửa chân nguyên thì e là cả người sẽ bị nổ tung mất. Đến khi sát chiêu thứ tư chiêu dương như hỏa được thi triển, luồng chân nguyên kia không ngừng co lại, hình thành một viên cầu lửa khủng bố, chiếu sáng toàn bộ sân viện. Mặt đất như được phủ một tầng kim quang, phát sáng rực rỡ. Ánh lửa chói mắt, hệt như ánh mặt trời buổi sớm mai. Thứ ánh sáng rực rỡ kia huy hoàng và phồn thịnh trước nay chưa từng có, mây đỏ đầy trời, chiếu rọi nhân gian. Quả nhiên có thể thực hiện được. Trong mắt Lâm Nhất có vô số tia sáng vụt qua, không đợi kiếm quang tiêu tán, hắn đã trở tay đâm ra một kiếm. Hắn dung hợp toàn bộ trần quang kiếm pháp vào một kiếm này, đâm ra như tia chớp, thoáng chốc đã biến ảo ra mấy chục loại dị tượng. Có hoa tường vi nở, có giao long quấn núi, có lá rơi như mưa rào, có mưa phùn đầy trời. Vô số dị tượng tan biến trong chớp mắt, khiến người ta choáng váng, không kịp nhìn rõ. Trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà. Đợi đến khi một kiếm này hoàn toàn đâm ra, kim quang giải đầy trên mặt đất bị đâm trúng, ào ào nổ tung. Boang. Lâm Nhất tra kiếm vào vỏ, lẩm bẩm nói, còn phải hoàn thiện thêm chút nữa, hai kiếm này tương đương với một sát chiêu hoàn toàn mới, so kiếm pháp ban đầu càng thêm khủng bố. Vù vù. Nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm thế sắc bén và ác liệt cùng một bóng người màu đỏ máu từ xa lao đến. Chỉ trong chốc lát, người nọ đã đáp xuống đầu tường. Quả nhiên là ngươi. Cơ Vô Dạ đứng ở đầu tường, ánh mắt hắn ta lóe lên tia sáng lạnh như băng. Mấy ngày nay, hắn ta nghe ngóng bốn phía, vốn muốn xác định xem trước đó ở trên tường thành, mình có thật sự nhìn lầm hay không. Hiện tại, hắn ta đã có thể xác định gương mặt tươi cười mông lung mà hắn ta đã thấy ở tường thành chính là Lâm Nhất. Kiếm pháp của ngươi hẳn là đã tiến bộ không ít, ta ở cách 10 dặm mà vẫn phát giác được, nếu không phải thế, e là ta còn phải tìm kiếm một phen. Ánh mắt Cơ Vô Dạ lóe sáng, hắn ta nhìn về phía Lâm Nhất, trong khoảnh khắc, thậm chí có một chút không thể nhìn thấu được. Tu vi của đối phương đã là âm dương đại thành, tương đương với hắn ta. Nhưng khí chất của người này lại rất kỳ quái. Tìm được thì như thế nào, Lâm Nhất thản nhiên nói. Trước quần long thịnh yến, ta không muốn giao đấu với ai cả. Hai ta so xem thú triều lần này, ai săn được nhiều yêu thú bán bộ thiên phách hơn. Ánh mắt Cơ Vô Dạ cực nóng, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Trước thịnh yến, hắn ta muốn thắng đối phương một lần, có như vậy, khi chính thức ra tay thì mới có thêm lòng tin. Người bại rồi, Lâm Nhất nói thẳng. Quả nhiên vẫn ngông cuồng như nửa năm trước, tuy nhiên, quá tự tin cũng không phải chuyện tốt, chớ có đánh giá thấp huyết sát kiếm quyết của ta. Cơ Vô Dạ lạnh lùng cười, nửa năm không gặp, huyết sát trên người hắn ta quả thật đã đáng sợ hơn gấp bội. Nếu không như thế, hắn ta cũng không dám dùng tu vi âm dương đại thành để đánh chết yêu thú bán bộ thiên phách. Ầm ầm. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng gào rú kinh thiên động địa từ nơi hoang dã bên ngoài thành vọng đến, không chỉ tiếng thú giống, còn có ma vân cuồn cuộn đầy trời, chẳng mấy chốc, cả tòa thành đã chìm trong u tối. Sắc trời âm u đến đáng sợ, yêu sát vô hình lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong thành. Đến rồi. Các võ giả trong thành Mộ Kiếm cảm thấy rất căng thẳng. Khoảnh khắc yên lặng trước cơn bão rồi cũng qua đi. Trận đại chiến mà rất nhiều người chờ mong rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. Một lượng lớn võ giả trước đó vốn tràn đầy nhiệt huyết, nhưng khi đối mặt với bầu không khí áp lực bực này thì lòng bọn họ lại thấp thỏm không yên. Khi cơn bão táp chính thức đổ ập xuống, chỉ yêu sát thôi mà đã diễn hóa thành dị tượng cực kỳ đáng sợ.
Vèo. Trong mắt Cơ Vô Dạ và Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, thân hình bọn họ nhoáng một cái, cả hai cùng bay về phía tường thành. Trên tường thành nguy nga đã có võ giả đến từ sớm, khi thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ bị dọa tái mặt. Cảnh tượng quả thật đáng sợ, yêu thú đông nghìn nghịt như đàn kiến vọt đến, phóng mắt nhìn, đó là một con số khủng bố, ít nhất lên đến trăm vạn. Thật đáng sợ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà yêu thú đã tụ tập nhiều như thế. Thành Mộ Kiếm có thể thủ được không? Khó mà nói được, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Dù sao cũng là thú triều ngàn năm khó gặp, ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thì ta cũng đã biết vì sao sau mỗi lần thú triều, thực lực của một số người sẽ tăng vọt. Chém giết thảm thiết bực này mà không chết, không mạnh lên mới thật sự là chuyện lạ. Trong cơn thú triều vô biên vô tận, xông lên trước nhất vẫn là yêu thú cảnh giới huyền võ, chính giữa là tử phủ, xa hơn nữa là yêu thú cảnh giới bán bộ thiên phách. Ở nơi cuối tầm mắt, có rất nhiều yêu thú bán bộ thiên phách cấp bá chủ. Khí tức trên người đám yêu thú cấp bá chủ kia cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn đủ để so sánh với cao thủ thiên phách. Ầm, ầm, ầm. Trận quyết chiến bắt đầu, đại quân trấn thủ thành Mộ Kiếm xuất kích đầu tiên, nghênh đón đám yêu thú huyền võ xông lên trước. Đại chiến diễn ra hết sức căng thẳng, quân đội kết thành phương trận, không ngừng tiêu diệt yêu thú cảnh giới huyền võ. Hiệu suất rất cao. Gần như một phương trận 1.000 người có thể ngăn được số lượng yêu thú lên đến vài vạn. Tuy nhiên, số lượng yêu thú quá nhiều, hai bên chém giết cực kỳ thảm thiết. Chúng ta nên ra tay rồi. Khi yêu thú tử phủ sắp xông lên, những nhân tài kiệt xuất trên tường thành từ đằng sau xông đến trước nghênh đón. Quân đội mạnh ở chỗ kết hợp thành một thể thống nhất, nếu bị yêu thú tử phủ xé rách phương trận, trận chiến này sẽ nghiêng về một phía. Võ giả mặc sức cho yêu thú chém giết. Các nhân tài kiệt xuất trong thành đến là vì điều này, thế nên bọn họ sẽ không ngồi yên mà nhìn. Ánh mắt Cơ Vô Dạ lóe lên tia hưng phấn, hắn ta liếc nhìn Lâm Nhất, hai người đều buông tay mà chém giết. Lâm Nhất cầm kiếm táng hoa, xông lên cùng mọi người, đồng thời ra tay. Nửa canh giờ sau, đám yêu thú bán bộ thiên phách cấp bá chủ chỉ còn cách thành Mộ Kiếm độ khoảng 200 dặm. Rất nhiều cao thủ thiên phách tỏa trấn trong phủ thành chủ ào ào bay lên trời. Không biết đến khi nào thú vương mới xuất hiện, giờ cứ làm thịt yêu thú cấp bá chủ trước để làm nóng tay vậy. Ô Tiếu Thiên lười biếng cười, cùng xông lên với những cao thủ cảnh giới thiên phách, hướng về phía đám yêu thú cấp bá chủ kia. Tên này đúng là ngông cuồng, khoác lác cũng không biết nhìn lại thực lực của mình. Chúng ta cũng ra tay đi. Không thể để một mình hắn ta cướp hết danh tiếng được. Giết! Tần Dương, Tạ Vũ, Triệu Phong, những yêu nghiệt tuyệt đỉnh thuộc bảng 30 trên bảng Long Vân, tâm tính ngạo mạn, mục tiêu của bọn họ chính là đám yêu thú bán bộ thiên phách cấp bá chủ. Thú triều khủng bố ngàn năm khó gặp khiến lòng người sôi trào, đến lúc này, trận chém giết kinh thiên động địa chính thức mở màn. Giết! Phút chốc! Tòa thành bị ma vân bao phủ vang lên tiếng hô giết rung trời. Hằng hà sa số võ giả cùng biển yêu thú mênh mông hòa vào nhau, chân nguyên cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Chỉ trong chốc lát, vùng đất này đã máu chảy thành sống, thây chất thành núi. Có xương cốt của yêu thú, cũng có thi thể của con người. Không có gì ngoài cái gọi tôi luyện trong sinh tử, chiến đấu với thú triều bực này vốn là vì nhân loại. Toàn bộ người bình thường trong phạm vi thành Mộ Kiếm đều lui về sau. Một khi thành bị phá, dân chúng chạy nạn sẽ phải đối mặt với một trận hạo kiếp. Số dân chúng tính bằng ngàn vạn này sẽ chết thảm dưới móng vuốt yêu thú, trở thành những đống xương khô. Thoạt nhìn, trận chiến này có vẻ hỗn loạn, nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể lần ra dấu vết trong đó. Ở nơi xa nhất của chiến trường, đám người Ô Tiếu Thiên, Tần Dương, những yêu nghiệt tuyệt đỉnh và các cao thủ cảnh giới thiên phách của phủ thành chủ đang chiến đấu với yêu thú bán bộ thiên phách cấp bá chủ. Nơi đó xuất hiện dị tượng đáng sợ nhất, cũng là nơi trận chiến ác liệt nhất, chỉ dư chấn thôi đã đủ đánh chết nhân tài kiệt xuất cảnh giới tử phủ. Phía trước chính là Lâm Nhất, Cơ Vô Dạ và nhân tài kiệt xuất bản địa cũng như từ các nơi đổ về, bọn họ phụ trách chém giết yêu thú bán bộ thiên phách có huyết mạch bình thường.
tiếp theo chính là một vài nhân tài kiệt xuất bình thường phụ trách đối chiến với yêu thú cảnh giới âm dương. Dưới tường thành là mấy vạn đại quân tinh nhuệ của thành Mộ Kiếm kết thành phương trận, vây chặt yêu thú cảnh giới huyền võ. Nhiệm vụ của bọn họ cũng không hề dễ dàng, bởi số lượng yêu thú huyền võ là nhiều nhất, tính sơ qua cũng có ít nhất 100 vạn. Trận đại chiến phân ra thành 4 chiến trường, bố trí phòng ngự theo tầng, phân chia trách nhiệm rõ ràng. Chói mắt nhất chính là trận chiến kinh thiên của Ô Tiếu Thiên và những yêu nghiệt tuyệt đỉnh với đám yêu thú cấp bá chủ. Nhưng tiếc là ở cách quá xa, nếu nói cảnh tượng mà mọi người thấy rõ nhất thì đó chính là hình ảnh mấy người Lâm Nhất và Cơ Vô Dạ chém giết yêu thú bán bộ thiên phách. Nhóm bọn họ ngoại trừ các nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi từ các nơi tụ về, còn có một vài trưởng lão tông môn, tán tu và tà tu. Ngày thường, những người này rất khó tụ tập cùng một chỗ, hợp sức nghênh địch, nhưng hiện tại, vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ không chỉ tề tụ cùng nhau, mà còn liên thủ. Thoạt nhìn thật sự có hơi kỳ quái. Bởi lẽ hễ là tà tu thì chắc chắn đều có tên trên bảng truy nã của tông môn, chưa kể, giữa các tông môn cũng có sự cạnh tranh cực lớn. Dù là những nhân tài kiệt xuất như Lâm Nhất và Cơ Vô Dạ thì cũng có không ít thù oán. Táng hoa ra khỏi vỏ, Lâm Nhất không hề giống những nhân tài kiệt xuất khác, hắn không mong cầu nhờ vào trận chiến này để nổi danh, lòng của hắn rất yên tĩnh. Trận thú triều ngàn năm khó gặp này chỉ là một hồi rèn luyện để hắn có thể xua mây thấy xương, tìm được bản ngã chân chính của mình mà thôi. Luyện kiếm cũng chính là luyện tâm, luyện một hơi thở, chỉ tranh hiện tại, không cầu kiếp sau, mang trong mình nhiệt huyết đạp nát 9 tầng trời, đâm thủng điện lăng tiêu. Thiên phá vân. Số lượng yêu thú xung quanh quá nhiều khiến cho việc di chuyển gặp nhiều hạn chế, Lâm Nhất liền đánh ra sát chiêu cuối cùng của Thủy Nguyệt kiếm pháp. 9 luồng chân nguyên màu bạc ngưng tụ thành cơn lốc kiếm ý, lại hóa thành vòi rồng cuồng bạo, quét ngang tất cả. BOANG, 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 BOANG. Hễ là yêu thú bị cuốn vào đó, bất kể lực phòng ngự của nó có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa thì cũng đều bị kiếm ý xoắn thành ngàn vạn mảnh vụn. Chỉ một kiếm đã khiến đám yêu thú cảnh giới âm dương gần đó chết sạch. Còn lại toàn là những yêu thú có tu vi trên âm dương và một vài yêu thú tinh anh có huyết mạch biến dị. Chúng bị ma khí xâm nhiễm nên thực lực trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cảnh giới âm dương đại thành, chân nguyên quả nhiên không tầm thường. Lâm Nhất khẽ nói, hắn đâm ra một kiếm này, chân nguyên màu bạc hệt như dòng suối ở tử phủ gần như không hề lay động, không nhìn ra chỗ tiêu hao. Chân nguyên hùng hậu và dồi dào. Không hề thua kém so với lớp cao thủ thâm niên đạt đến tu vi bán bộ thiên phách. Xíu, yêu yêu. Một con báo ma vân màu đen xé gió lao đến, u quang thoát ẩn thoát hiện, tốc độ cực nhanh hệt như một luồng tia chớp màu đen. Nó muốn đánh lén Lâm Nhất từ bên hông. Chết! Lâm Nhất không xoay người, chỉ thiện tay chém ra một kiếm. Xoẹt! Máu tươi bắn ra. Luồng tia chớp kia bị chém thành hai nửa giữa không trung, báo ma vân chết không rõ ràng. Ở cách đó không xa, toàn thân Cơ Vô Dạ tản ra kiếm thế huyết quang, bao phủ khắp bốn phía. Luồng kiếm thế kia xâm nhập khiến rất nhiều yêu thú còn chưa kịp đến gần đã bị đâm thủng lỗ chỗ. Thậm chí, một vài yêu thú chết đi, yêu khí đen kịt trên người chúng bị kiếm thế huyết quang tôi luyện, trông rất quái dị. Ngoại trừ Lâm Nhất và Cơ Vô Dạ. Trên chiến trường này còn có rất nhiều nhân tài kiệt xuất bản địa có biểu hiện cực kỳ chói mắt. Đối chiến với yêu thú cảnh giới âm dương, bọn họ gần như vô địch, một người có thể chém giết số lượng lớn yêu thú một cách dễ dàng. Ầm ầm. Trong trận chiến gần như đồ sát này, một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi lan đến, rốt cuộc, đám yêu thú bán bộ thiên phách có huyết mạch bình thường cũng đã để mắt đến bọn họ. Đến hay lắm. Hai mắt Cơ Vô Dạ tỏa sáng. Vẻ mặt có hơi dữ tợn lóe lên tia hưng phấn. Thân hình hắn ta nhoáng một cái, dẫn đầu nghênh đón một con rắn lôi cảnh giới bán bộ thiên phách. Thu Nguyệt Hàn Giang, huyết kiếm như uyên. Khí lạnh khủng bố bùng phát từ trên người Cơ Vô Dạ, hằng hà kiếm quang tựa như ánh trăng rơi trên mặt sông, cùng với sát khí huyết sát cực kỳ cô đọng, kiếm quang dung hợp với sông nước mênh mông, tạo thành một vực sâu đỏ như máu. Điện quang bùng lên. Con rắn sét dài hơn 10 trượng, to bằng vài người ôm rú lên một tiếng,
nó đã bị kiếm quang chém hơn 10 vết thương dữ tợn, da thịt bong chóc, máu tươi chảy tràn trên mặt đất. Xùy tương đương tương đương, xùy tương đương tương đương, xoẹt. Kiếm quang huyết sắt còn sót lại rơi trên mặt đất, nhưng duệ khí không giảm, chúng cứ thế vạch ra mấy cái khe nứt khủng bố. Những nơi chúng đi qua, yêu thú cảnh giới âm dương gần như đụng phải đều chết. Ha ha! So với nửa năm trước, kiếm pháp của Cơ Vô Giả càng thêm thô bạo, hắn ta liếc nhìn Lâm Nhất ở đằng xa bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Lâm Nhất thờ ơ liếc nhìn, không có vẻ gì là quan tâm, hắn có ý nghĩ của riêng mình nên không quá quan trọng lời mời tỉ thí của Cơ Vô Giả. Phá Long Trảm. Xa xa, lại có một người nghênh đó yêu thú bán bộ thiên phách, đó là một thanh niên cực kỳ lạnh lùng, tu vi thâm hậu, so với Lâm Nhất và Cơ Vô Giả còn cao hơn một cảnh giới. Người này đã đạt đến tu vi âm dương viên mãn. Là Mộ Dung Tịnh. Có lẽ người bên ngoài không quá quen thuộc, nhưng võ giả bản địa tại thành Mộ Kiếm lại hiểu rất rõ về người thanh niên này. Hắn ta là thiếu quán chủ của kiếm quán Thiết Huyết, cũng là nhân tài kiệt xuất đứng đầu thế hệ trẻ tại thành Mộ Kiếm, dù phóng mắt khắp toàn bộ Lôi Châu, hắn ta cũng được xưng là thiên tài kiếm đạo. Chỉ thanh danh thôi đã mạnh hơn nhiều so với Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc. Một kiếm này của hắn ta rất dứt khoát, làm nổi bật hai chữ nhanh và hung ác, khí thế sắc bén và ác liệt kia cứ như nếu có một con rồng trước mặt thì hắn ta cũng có thể đâm xuyên qua. Thú Thiết Nham đang đối chiến với hắn ta lập tức bị đánh bay ra ngoài, lớp giáp phòng ngự có thể sánh với kim loại bị đâm thủng một lỗ cực lớn. Mộ Dung Tịnh quả nhiên là Mộ Dung Tịnh. Ở cách đó không xa, Thanh Y Tầm Long Sứ của Kiếm Minh lộ vẻ vui mừng. Rồi thản nhiên nghênh đón một con yêu thú bán bộ thiên phách. Ở đây có rất nhiều nhân tài kiệt xuất là thành viên của Kiếm Minh, tuy nhiên, nếu bàn về thực lực thì Mộ Dung Tịnh là chói mắt nhất. Long Hạo tiến đến gần như vậy cũng là vì dự phòng bất trắc, có ý bảo vệ đối phương. Ánh mắt ông ta đảo quanh chiến trường, muốn tìm kiếm bóng dáng của Lâm Nhất. Trước đó, ông ta có thấy đối phương ở trên tường thành, thế nhưng tìm kiếm hồi lâu vẫn không tìm được. Trên chiến trường này, ngoại trừ đám tà tu và một vài trưởng lão tông môn khiêm nhường, những yêu nghiệt trẻ tuổi đều thích thể hiện, nên chiến trường có loạn cỡ nào thì chỉ cần liếc mắt là sẽ thấy được, ví dụ như Cơ Vô Giả và Mộ Dung Tịnh. Kiếm chiêu của hai người này đều rất nổi bật, dù cách mấy ngàn thước, giữa bầy yêu thú vô cùng hỗn loạn vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được. Đây chính là duệ khí. Chẳng lẽ ta đã đánh giá cao hắn rồi sao? Long Hạo thầm nhủ, đây là trận quyết chiến mà mọi người mong chờ đã lâu, là buổi diễn tập trước khi Quần Long Thịnh Yến diễn ra, là thú triều ngàn năm khó gặp, khiến lòng người nhiệt huyết sôi trào, có ai không muốn tỏa sáng? Có ai không muốn danh tiếng lan xa đâu chứ? Không đủ bắt mắt, không tìm thấy được, có lẽ đối phương thật sự không đủ nổi bật. Nhưng đúng lúc này, dị tượng đột ngột xuất hiện, xa xa. Một cột sáng màu đỏ máu sộc thẳng lên trời, huyết quang chói mắt khiến trời đất cũng bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tám luồng huyết quang liên tiếp phóng lên trời, rồi trong khoảnh khắc, chúng dung hợp lại với nhau. Giữa không trung, gương mặt bị huyết quang bao phủ khiến mọi người ở cách đó mấy trăm dặm cũng nhìn thấy một cách rõ ràng. Ô Tiếu Thiên! Sắc mặt hắn ta lạnh lùng, vung tay đánh ra một quyền. Sau lưng là chín cột sáng màu đỏ máu dài mấy trăm trượng hừng hực thiêu đốt. Kế đó, chúng hóa thành chín con rắn độc huyết diễm, rắn độc gào thét giữa không trung, rồi đồng loạt hội tụ vào quyền của Ô Tiếu Thiên. Ầm ầm. Khí thế cuồng bạo và kinh thiên động địa kia đâm thủng ma vân trên bầu trời, tạo thành vài khe hở, đến khi rắn độc huyết diễm hoàn toàn dung hợp, sát chiêu đáng sợ hung hăng nện vào người một con yêu thú bán bộ thiên phách cấp bá chủ. Yêu thú bán bộ thiên phách cấp bá chủ bị đánh bay vài trăm mét, khí thế trên người sụp đổ nhanh chóng. Đến khi rơi xuống đất, nó gào rú không thôi, giãy giụa vài lần nhưng không cách nào đứng dậy được. Thật đáng sợ, chỉ một quyền đã đánh trọng thương yêu thú bá chủ, quá khoa trương. Ô Tiếu Thiên, đây chính là thực lực của yêu nghiệt tuyệt đỉnh trên bảng Long Vân sao? Hắn ta cũng không phải yêu nghiệt tuyệt đỉnh bình thường đâu. Xếp hạng thứ 17 trên bảng Long Vân đấy, nếu không phải đụng độ với Khương Tử Diệp, cao thủ trong thất anh thì sợ rằng xếp hạng sẽ còn cao hơn nữa.
rất nhiều cao thủ thiên phách còn chưa đánh yêu thú bá chủ trọng thương được, vậy mà hắn ta đã dẫn đầu khiến đối phương bị thương nặng, người này quả thật rất đáng sợ. Biểu hiện chói mắt của Ô Tiếu Thiên khiến toàn bộ Thành Mộ Kiếm kinh ngạc không thôi, trong trận quyết chiến hoang dã này, hắn ta đã tỏa sáng rực rỡ. Duệ khí cuồng dã và bá đạo kia đã khiến vạn chúng chú mục, gây nên chấn động. Sắc mặt của Tần Dương, Triệu Phong cùng Tạ Vũ của Thanh Mộc Các đều lộ vẻ khó coi, khí thế trên người bọn họ càng thêm sắc bén và ác liệt. Những nhân tài kiệt xuất khác cũng đều kinh hãi không thôi, đủ loại sát chiêu liên tục được thi triển. Phút chốc, hành động kinh người của Ô Tiếu Thiên đã khiến toàn bộ võ giả trên chiến trường trở nên hưng phấn. Giết! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 92.